Sư huynh thực quá cẩn trọng chương 1191. Bị bắt. Ý nghĩ có một chút hoang đường này phun lên trái tim, hư bồ đề liền muốn cười lạnh hai tiếng, không cho rằng đối phương sẽ thật sự không đặt hai vị lão sư trong đáy mắt, cả thế nhưng là khác biệt cùng với những đệ tử thánh nhân góp cho đủ số ở bên cạnh bảo trì Linh Sơn, trong tay có quá nhiều tài liệu đen của Tây Phương Giáo. Nhưng sau đó, hư bồ đề lại rơi vào trầm tư. Cả dường như đã bị đối phương bắt được một hồi lâu, lão sư cũng không cứu giúp. Đối phương là ai, vì sao lại bắt cả trở về mà không giết? Hư bồ đề thử chế tạo một ít động tĩnh cho chính mình, cảm giác lục thức bị phong cấm tương đối không ổn. Thình lình nghe một tiếng cười lạnh, hư bồ đề cảm thấy ánh sáng, bóng đen và âm thanh đồng thời lao tới, trước mắt xuất hiện những đống sáng, nguyên thần bất đắc dĩ mở mắt ra. Lập tức thấy rõ, cả đang nằm ở trên một mảnh mặt hồ như gương sáng, mặt hồ phản chiếu ngôi sao đầy trời. Nguyễn cảnh Hư Bồ Đề có kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra bố trí nơi đây, nhưng lúc cả nhìn thấy thân ảnh ngồi xếp bằng cách đó không xa kia, toàn thân đột nhiên trở nên căng thẳng. Đại, Đại Sư Huynh Thân ảnh hơi mập ngồi ở hơn bên ngoài mười trượng vào giờ khắc này kia, không phải là Di Lạc. Đạo tâm của Hư Bồ Đề một mảnh mê mang, không biết tại sao Di Lạc lại đánh lén mình, nhưng nếu thật sự là như thế ngược lại là có thể giải thích vì sao lão sư không ra tay bảo hộ chính mình lại hoặc là đây là ý của lão sư khóe miệng của di lặc kia mang theo nụ cười thản nhiên mở miệng nói sư đệ đã tỉnh rồi nụ cười khiến cho người ta có một chút sợ hãi này quả nhiên là đại sư huynh của chính mình không sai sư huynh đây là có ý gì nguyên thần hư bồ đề ngồi lên ở bên trong huyển cảnh tiếp tục phân biệt di lặc trước mắt là thật hay giả đạo tâm đã hoàn toàn căng cứng. Di Lặc kia chỉ là cười không nói, thân hình lại dần dần tiêu tán, chỉ để lại một câu, tự suy nghĩ một chút, vì sao bần đạo muốn ra tay với ngươi. Nguyên thần hư bồ đề thoáng có một chút rung động, muốn nói lại thôi, đợi sau khi thân hình Di Lặc tiêu tán, không khỏi cúi đầu nhìn hai tay của chính mình. Gã, đã làm sai chuyện gì? Đỉnh đầu lấp lóe ánh sao, huyển cảnh đang nhanh chóng đổ sụp, cuối cùng hóa thành kích thước mấy trượng, giống như lồng giam. Bên ngoài huyễn cảnh, món linh bảo hình cầu kia lấp lóe quang mang, Lý Trường Thọ chui ra từ đó, nhẹ nhàng thở vào một cái. Chính mình vừa rồi đóng vai Di Lạc có sai lầm gì không? Những đặc thù, thần thái của Di Lạc này đều là do Kim Bằng tìm hiểu từ trong miệng đế thính, từ phản ứng đầu tiên của hư bồ đề mà nói, hẳn là không có xảy ra sai lầm gì. Lúc ấy Kim Bằng dùng tiểu lục thần thương để trên cái trán của đế thính, ấn theo bản tính của đế thính, những lời nói ra cũng hẳn không phải nói dối. Dù sao thì nếu nó nói dối, cũng chỉ là làm hỏng một đoạn tính kế của chính mình. Chính mình có thể làm, là một trận đại yến thần thú. Đa bảo đạo nhân vội hỏi, trường canh, như thế nào? Bước đầu tiên đã đi ổn. Lý trường thọ cười nói, đằng sau chính là từng bước một đánh tan đạo tâm của gã, kiểm hộ tâm ma tăng trưởng, lần này đa tạ các vị sư huynh trưởng nghĩa ra tay. Thái Ức chân nhân cong khóe miệng lên, cái miệng chỉ biết khen, lão quyền thần Thiên Đình. Thuyên động ở bên cạnh lập tức muốn mở miệng, Lý Trường Thọ lại thuận thế nói, "Trái phải còn phải đợi một chút thời gian, chúng ta không bằng uống rượu ở chỗ này, trò chuyện một chút sự tình có quan hệ với đại kiếp." Mấy vị tiên nhân từng người xưng thiện, Thái Ức chân nhân cười ngượng ngùng, bị Lý Trường Thọ sắp xếp sự tình dọn bãi. Thế là, nam tiên anh tuấn thân mang áo bào đỏ kia, đếm bộ đoàn xuống đất, đổ ra một đống cốc lưu ly, trận trắng mắt đi đốn cây làm bàn tròn, y không sở trường bí pháp tạo hóa ngân vật. Lý trường thọ mời Quỳnh Tiêu đến giúp đỡ, lấy ra nguyên liệu nấu ăn đã sớm chuẩn bị tốt, rượu nhưỡng, tiên quả, làm một trận rượu yến. Phản phất như thật sự bị thái ức chân nhân đoán đúng rồi, bắt giữ hư bồ đề chỉ là tiện thể, ngày hôm nay người đại biểu tam giáo tụ tập ăn uống mới là chính sự. Không bao lâu, tiệc rượu sôi nổi, cười nói không ngừng năm vị nam tiên tập hợp lại cùng nhau bốn vị nữ tiên tập hợp lại cùng nhau hóa thân đạo nhân giấy lý trường thọ hối hả ngược xuôi bận trước bận sau thuyên động ăn thức ăn ái khanh nhà mình chế tác tỉ mỉ mặc dù không phải lần đầu tiên thưởng thức nhưng vẫn như cũ hai mắt tỏa sáng tán dương không dứt vân tiêu tiên tử mỉm cười nếm một lần đại bộ phận thức ăn liền chỉ để ý nói chuyện cùng với khổng tuyên tận lực khiến cho khổng tuyên không có cảm giác bị tiên nhân đạo môn ngó lơ việc này vẫn là Linh Nga làm tự nhiên thỏa đáng hơn. Quỳnh Tiêu giúp việc bếp nút giúp hơn phân nữa, liền lười biến chạy tới cười đùa cùng với Kim Linh Thánh Mẫu, thỉnh thoảng ném cho đại ca nhà mình một ánh mắt, làm cho Triệu Công Minh hít mắt cười khẽ, mặt mo thỉnh thoảng phím hồng. Đa Bảo cười nói, trường canh không cần gấp gáp, tới uống rượu đi. Lý Trường Thọ lúc này mới dừng lại bận rộn, bưng tới hai món ăn cuối cùng, thuận thế ngồi ở bên người Vân Tiêu Tiên Tử. Tự nhiên, Tiên thức của hắn từ đầu đến cuối đều đang ngó chừng tình huống của hư bồ đề. Đến, trường canh kính các vị sư huynh sư tỷ, kính thuyên động tướng quân, đa tạ các vị trong lúc cấp bách đến đây tương trợ, mới có thể bắt giữ kẻ này thuận lợi như vậy. Các vị tiên nhân nâng chén nghênh đón, cùng nhau uống rượu ngon. Thân thể triệu công minh nhô về phía trước, nhỏ giọng hỏi, trường canh, lần này ngươi tính kế mấy tầng? Lần này, Lý Trường Thọ cẩn thận tính một cái, lại cố ý bỏ qua vài tầng có khả năng thành công thấp ba bốn tầng mà thôi chủ yếu vẫn là vì sự tình dương tiễn vừa rồi thái ất sư huynh xác nhận không nhịn được nói tiền căn hậu quả đối với các vị như thế ta cũng có thể ít nói vài lời cái trán của thái ất chân nhân lập tức treo đầy vạch đen mắng bần đạo thật sự dễ đoán như vậy chúng tiên không khỏi mỉm cười vui vẻ vân trung tử ở bên cạnh hỏi trường canh bây giờ đại kiếp vẫn là khó bề phân biệt Chúng ta có thể chú ý điều gì? Kim Linh Thánh Mẫu cũng nói, ba ngàn thế giới đã là chiến hỏa khắp nơi, sinh linh tử thương thảm trọng, bên trong trung thần châu kia cùng cuộn sóng ngầm, tiên môn ma sát không ngừng, thiên đình là tùy ý để việc này phát triển, hay là đã nghĩ biện pháp ngăn lại. Lý Trường Thọ nói, những gì hai vị nói, thật ra là cùng một việc. Nhưng ta cũng chỉ có thể có một chút tiếc núi nói cho các vị, việc này ta cũng không biết, thiên đình cũng không biết thuyên động kịp thời đứng dậy, chống đỡ mặt bàn vì ái khanh nhà mình, cười nói, tinh quân đại nhân, mặt tướng nghe một vị lão giả bên trong thiên đình nói, đại kiếp này, tám thành là được chia thành ba giai đoạn, đối ứng với ba lần vu yêu đại chiến tại thượng cổ. Lý Trường Thọ Hắn đều đã chủ động giả đò ngớ ngẩn. Mà thôi, Ngọc Đế Bệ Hạ muốn nói những điều này, vậy liền để Ngọc Đế Bệ Hạ nói đi, nơi đây cũng không có người ngoài gì ngọc đế bệ hạ lần này vắt hết ốc nghĩ ra đạo hiệu của hóa thân thật đúng là xác thực thuyên động hiểu tất cả mọi thứ hiểu thiên đế liền nghe của hóa thân ngọc đế này cười nói lấy nghị sự tử tiêu cung làm điểm phân chia trước đó chính là giai đoạn đầu ấp ủ đại kiếp sau đó cũng chính là đoạn năm tháng hiện nay này là giai đoạn đại kiếp tích lũy sinh linh tử thương giảm gánh nặng cho thiên địa giai đoạn sau cùng mới thật sự là lượng kiếp buông xuống thiên đình không quan tâm đến những tiên môn chinh phạt kia kim linh thánh mẫu cao mày hỏi thuyên động trầm ngâm vài tiếng nói thiên đình cũng không thể đối lập cùng với thiên đạo can thiệp đại kiếp vận chuyển đau nhiều không bằng đau ngắn số lượng luyện khí sĩ bên trong thiên địa thực sự hơi quá nhiều mà ở trong mắt thiên đạo bản chất của luyện khí sĩ không khác gì phàm nhân lại chiếm cứ quá nhiều linh khí và sinh cơ bên trong thiên địa cho nên thiên đình ở bên trong đại kiếp lấy thủ hộ phàm nhân làm chủ, tiện thể chiêu nạp nghĩa sĩ phẩm hạnh thượng đẳng, trung hậu vào thiên đình, nhưng không gây trở ngại cho tất cả các bên. Các vị tiên nhân chậm rãi gật đầu. Thái ớt chân nhân bưng chén rượu lắc đầu, lại không nhịn được buông ly rượu xuống. Bần đạo chen vào một chút. Ý tứ của thiên đình chính là tòa sơn quan hổ đấu, ngồi làm ngư ông đắc lợi mà thôi. Liền mặt kệ tràng đại kiếp vốn là thiên đình phát động này. Không thể nói là làm ngư ông đắc lợi, Thuyên động nói, đại kiếp tuy là thiên đình dẫn động, nhưng căn nguyên cũng không ở thiên đình. Chân nhân chớ quên, ở bên trong kiếp vận trước đây, kiếp vận tính kế yêu tộc cùng với thiên đình, càng là hủy sư phụ của trường canh ái khanh, làm cho bản thân trường canh ái khanh nhập kiếp, chém giết một đầu kim ô cuối cùng. Phía sau mới có thiên đình chinh phạt đối với yêu tộc, ở bên trong quá trình này lại có kiếp vận can thiệp, mới có một hệ liệt đại kiếp kế tiếp. Nói một cách khác, thiên đình chỉ là bị đại kiếp chọn trúng, làm ngòi nổ hợp lý để đại kiếp hạ xuống. Căn nguyên của đại kiếp, ở chỗ sau thượng của đại chiến nhân tộc sinh sôi nảy nở, đạo thừa đạo môn mọc lên như nấm, số lượng luyện khí sĩ cấp tốc bành trướng, mà tổng cộng lực lượng sinh linh hiện tại đã vượt qua sức chịu đựng của thiên địa. Kim Linh Thánh Mẫu hỏi, bần đạo vẫn luôn có một chút không hiểu đối với chuyện này, vì sao lực lượng sinh linh nhiều, liền sẽ ảnh hưởng đến thiên địa ổn định. Mặc dù ta đã nghe nói về sự tình cửu ô tuyền, nhưng thời viễn cổ vì sao liền chưa nghe nói qua còn có việc này. Chắc hẳn là ở bên trong viễn cổ thiên địa, tổng cộng lực lượng sinh linh là vượt xa ngày hôm nay, hoặc là chỉ là bởi vì thiên đạo cảm thấy, cho nên là như vậy. Lý Trường Thọ vội nói, sư tỷ nói cẩn thận. Kim Linh Thánh mẫu quệt quệt khóe môi, cũng chưa biểu đạt bất mãn. Vân Trung Tử nói, bần đạo nghĩ rằng, cái gọi là thiên địa khó có thể chịu đựng lực lượng sinh linh, chính là ám chỉ, một khi lực lượng sinh linh mất khống chế bộc phát đại chiến như tại lúc thượng cổ thiên địa sẽ triệt để bị đánh nát cũng không phải triệu công minh vuốt râu lắc đầu có sáu vị thánh nhân tồn tại thiên địa làm sao sẽ bị đánh nát thánh nhân có thể trùng luyện gió lửa khí hậu đây chính là trình độ một trăm vị đại năng cũng đều không thể đạt tới thuyên động lại cười nói đúng như một câu thái ất chân nhân đã từng nói thánh nhân cũng là có phân chia mạnh yếu việc này không thể nói rõ bất quá ta ở đây, có thể để lộ một câu. Sự nguy hiểm của cửu ô tuyền sát thực tồn tại, có quan hệ cùng với ma tổ vẫn lạc năm đó. Đạo của ma tổ cũng không triệt để bị phá vỡ, tăng lên mấy phần biến số bất ổn cho thiên địa, mà đạo của ma tổ, chính là theo đuổi thiên địa hủy diệt, sinh linh quy về dòng sông chân linh. Đạo của đạo tổ lão gia thì tương phản. Đa bảo đạo nhân nghiêm mặt nói, như vậy, sát kiếp cuối cùng sẽ tiến hành như thế nào, đã có định số, tạm thời chưa có định số, chỉ có thể chờ đợi Triều Cường rút đi, mới có thể ra manh mối. Thuyên động nghi mặt nói, nhưng chắc là tiến hành ứng kiếp ở trong ba giáo, cho nên nếu như có thể vào lúc sát kiếp buông xuống, tấp tốc dọn sạch Tây Phương Giáo, đạo môn hẳn là có thể ít chút tử thương. Triệu công minh vuốt trâu thang nhẹ, Tây Phương Giáo được hai vị thánh nhân bảo vệ, nhất là nhị sư bá, nói nghe thì dễ. Thái ớt chân nhân cao mày nói, nói tới nói lui, cười thì cười, chớ có lấy lão sư ra nói đùa lý trường thọ lập tức hòa giải chúng ta ngày hôm nay chỉ là nói chuyện phiếm đừng có liên quan đến thánh nhân cũng không cần đưa vào lập trường sau này đại kiếp chính là đại kiếp chúng ta vẫn là chúng ta bây giờ đại kiếp còn chưa hoàn toàn rơi xuống mọi thứ có lẽ đều còn có một chút đường sống công minh lão ca có thể cho ta mượn định hải thần châu của ngươi thưởng thức hay không cầm đi triệu công minh vung tay lên 24 viên bảo châu bay đến trước mặt Lý Trường Thọ, lập tức hấp dẫn ánh mắt các nơi. Triệu công minh cười nói, đừng nói là thưởng thức, lão đệ ngươi coi như cầm đi dùng thì thế nào. Bản mệnh pháp bảo của lão ca, cũng không thể tùy tiện cho mượn. Lý Trường Thọ cố ý dặn dò một câu, sau đó liền đánh giá một hồi đối với định hải thần châu. Hắn đang châm chức nhắc nhở triệu công minh như thế nào, món đồ chơi này có thể diễn hóa 24 chư thiên. Quỳnh Tiêu lau khóe miệng, cười nói, chỉ là bảo vật mà thôi, lại có thể tìm hiểu cái gì. Cũng không phải lĩnh hội cái gì. Lý Trường Thọ cười nói, Định Hải thần châu này tên là Định Hải, kỳ thực cũng không phải là pháp bảo hệ thủy đơn thuần, ở bên trong mỗi một hạt châu này đều phản phất như ẩn chứa một phương thế giới vô tận. Đúng rồi, bộ bảo châu này, phải chăng còn thiếu chút gì? Triệu Công Minh trầm ngâm vài tiếng, thầm nói, bần đạo vẫn cảm thấy, có thể là thiếu 12 viên nếu là 36 viên định hải thần châu, uy năng sẽ không thể đoán chừng. Có thể hay không để mặt tướng nhìn qua. Thuyên động ở bên cạnh mở miệng nói một câu, Lý Trường Thọ hơi hơi ngẩn ra, Triệu Công Minh đã là mỉm cười đáp ứng. Lão Công Minh nghĩa bạc vân thiên, chân chính, không sợ một chút nào người khác động tay chân đối với bản mệnh pháp bảo của chính mình. Thuyên động tiếp nhận một viên bảo châu, cẩn thận thể hội, lại nhắm lại hai mắt, lòng bàn tay lấp lánh ra một vệt lực lượng thiên đạo nồng đậm, rất nhanh liền khẽ di một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Chỉ là câu này, dọa cho triệu công minh bưng rượu trong tay rung nhẹ nhẹ, đa bảo đạo nhân ở bên cạnh cho mày, Lý Trường Thọ lại là mặt lộ vẻ ý cười, những người còn lại đều hướng ánh mắt nhìn về phía nơi đây. Không có gì khác, lời mà Ngọc Đế Bệ Hạ nói thầm, chính là kiểu câu nổi danh tại Hồng Hoang. Bảo vật này hữu duyên cùng với thiên đình. Lý Trường Thọ tất nhiên là biết, Ngọc Đế tuyệt đối sẽ không tham bảo vật gì. Câu hữu duyên cùng với thiên đình này của y, thật ra là chỉ 24 chư thiên có thể bổ sung cho thiên đình, biến chín tầng trời thành 33 tầng trời. Ở bên trong đại kiếp phong thần nguyên bản, diễn hóa 24 chư thiên chính là nhiên đăng, bù đắp chính là Phật môn chưa xuất thế. Nhiên đăng nhờ vào đó đặt vững địa vị của chính mình trong Phật môn, cũng làm cho Phật môn có quyền lên tiếng nhất định ở bên trong thiên đình. Bây giờ, 24 viên định hải thần châu này chính thành bảy là có thể không rơi vào trong tay nhiên đăng triệu công minh nếu có thể ngộ ra mấu chốt nơi đây dùng bảo vật này diễn hóa 24 chư thiên sẽ tạo nên một cái thiên đình không có quá nhiều liên quan cùng với vật môn tương lai liền tùy thuộc vào việc triệu công minh nắm chắc như thế nào nhưng lúc này ở nơi đây hóa thân ngọc đế thuyên động nói ra lời này trong đáy lòng triệu công minh liền nổi lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng ánh mắt của triệu đại gia đầu tiên là chấn kinh kích động sau đó chính là suy tư do dự sau đó biến thành quả quyết kiên quyết nếu như ngọc đế thu bảo vật của y có thể cho tiên tiệp giáo bọn họ nhiều thêm một con đường sống ở bên trong đại kiếp nhiều thêm một phần cơ duyên mạng sống coi như là thực lực của chính mình tổn hao nhiều thì lại như thế nào bảo vật mạnh hơn chung quy vẫn là vật ngoài thân cùng lắm thì về sau liền học xiển giáo thái ất có chuyện tìm ngọc đỉnh triệu công minh y liền không có ai bảo vệ sao vạn sự không bù được một câu kim linh cứu ta vì vậy trong lòng triệu công minh rung lên giọng nói rung lên thấp giọng nói nếu như tướng quân coi trọng bảo này lão ca lý trường thọ ở bên cạnh thấp giọng quát nhẹ ngọc đế lập tức biết được là triệu công minh suy nghĩ nhiều lúc này liền để lại bảo châu ở trước mặt lý trường thọ trên khóe miệng của thuyên động lộ ra nụ cười nhàn nhạt công minh lão ca chớ nên hiểu lầm mặt tướng nói bảo vật này hữu duyên cùng với thiên đình chính là bởi vì nó dường nhũ có thể khiến thiên đình bước lên một bậc thang cao hơn. Mặt tướng hiếm khi chinh chiến vì thiên đình, phần lớn là trấn thủ ở trước lăng tiêu bảo điện, cũng không cần dùng trọng bảo như vậy. Mấy vị tiên nhân tiệt giáo cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Triệu công minh buồn bực nói, hạt châu này của ta có liên hệ gì cùng với thiên đình? Lý Trường Thọ có một chút khẽ động ngón tay, 24 viên định hải thần châu bay trở về trước mặt Triệu Công Minh, chậm rãi xoay quanh một vòng triệu công minh như có điều suy nghĩ dường như bắt được một chút linh quan mấy người ở bên cạnh cũng không dám quái rầy nhiều dù sao đây cũng có khả năng chính là cơ duyên của triệu công minh không bao lâu triệu công minh khẽ cao mày nói xem ra bần đạo trở về phải lĩnh hội bộ pháp bảo này thật kỹ trường thọ thuận thế dẫn chủ đề ra nâng chén với mấy vị đại năng định hải thần châu phải chăng có thể trở thành cơ duyên của triệu công minh kỳ thật mấu chốt nằm ở chỗ thiên đạo nếu thiên đạo cho chỉ điểm hoặc là chỉ rõ tác dụng của định hải thần châu bằng vào ngộ tính của triệu công minh tự nhiên không khó ngộ ra lý trường thọ tuy biết phương hướng đại khái nhưng một là không dám nói quá nhiều thứ hai đây thủy chung là suy đoán cho nên cũng không trực tiếp nói rõ mọi thứ chạm đến là thôi mới có thể không dính nhân quả mấy vị nam tiên nâng ly cạn chén chủ đề dịch chuyển khỏi từ bên trên đại kiếp tiên nhân hai giáo lúc này vẫn còn có thể vui vẻ hòa thuận mấy vị tiên tử cười khẽ truyền âm khổng tuyên cùng với vân tiêu không biết đang nói cái gì quanh người hai người nổi lên một chút đạo vận dường như là bắt đầu cùng ngồi đàm đạo lý trường thọ rất nhanh liền lấy ra một ít đồ chơi nhỏ chính thức mở rộng ra đấu đại thần bài thế là phong cách rất nhanh liền biến thành tiên nhân tam giáo và hóa thân ngọc đế say rượu đánh bài cũng may là không có lấy vị trí chính thần thiên đình cái gì làm tặng thưởng bất giác đã trôi qua ba ngày chỗ hàng ngàn tiểu thế giới này vô cùng bình ổn có uy năng thái cực đồ che lấp lại có thái thanh thánh nhân âm thầm ra tay tất nhiên là ổn đến chính thành ngoại trừ lúc hư bồ đề bị ám toán kinh động đến hai vị thánh nhân tây phương giáo đằng sau liền không có động tĩnh gì bên kia từ bỏ vô cùng quả quyết lý trường thọ chuẩn bị thỏa đáng một lần nữa tiến vào bên trong linh bảo hình cầu kia thần niệm xâm nhập linh đài của hư bồ đề một lần nữa hóa thành bộ dáng di lặc từ khí tức đến thần thái, lại từ động tác đến thói quen, biên độ mỉm cười, Lý Trường Thọ cố gắng kéo căng các loại chi tiết, mở miệng chính là một câu, rõ chưa? Đạo tâm của hư bồ đề rung lên, nguyên thần mở mắt một lần nữa, thần sắc đã tràn đầy mệt mỏi. Gã lúc này chưa chú ý tới dị dạng bên trong đạo tâm của mình, ba ngày này vẫn luôn đang không ngừng suy nghĩ, cân nhắc đầy đủ, suy nghĩ những khả năng chính mình có thể nghĩ đến, cuối cùng cho ra một cái ý nghĩ lớn mật. Ngươi, quả nhiên là đại sư huynh lý trường thọ duy trì mỉm cười như vậy hai mắt hơi hiếp đối mặt cùng với nguyên thần hư bồ đề luận trò chơi tâm lý một lát sau hư bồ đề cười khổ hỏi thế nhưng là lão sư an bài bình thường mà nói những câu hỏi lúc này đều là cạm bẫy lý trường thọ cũng không biết hư bồ đề và di lặc phải chăng là đệ tử của cùng một vị thánh nhân dù sao thì tây phương giáo cũng có đến hai vị thánh nhân cho nên lúc này lý trường thọ vẫn như cũ chỉ là mỉm cười nụ cười càng trở nên quỷ dị hư bồ đề chậm rãi thở dài một lần nữa nhắm hai mắt lại đại sư huynh không giết bần đạo nhất định là còn có địa phương muốn dùng đến bần đạo đại sư huynh cứ việc nói rõ ta và ngươi cùng là đệ tử tây phương giáo đã từng cùng tu hành tại linh sơn mặc dù đã từng âm thầm đỏ sức nhưng cũng không có thù hận bần đạo cũng nguyện xông pha khói lửa vì tây phương giáo hiệu mệnh cho sư huynh rất tốt. Di Lặc đưa tay phải ra. Hư Bồ đề ra vẻ không rõ, nhưng thấy nụ cười của đại sư huynh dần dần thu liễm, đạo tâm vô thức có một chút nắm chặt. Lại là một vòng trầm mặc, Di Lặc đang muốn chậm rãi buông xuống tay phải. Trong mắt Hư Bồ đề xẹt qua mấy phần giải dụ, nhưng vẫn là điểm một chỉ vào cái trán, một đạo thân ảnh màu xám cho bay ra từ chỗ mi tâm nguyên thần của gã, ngưng tụ thành một điểm sáng tối tâm mờ mịt, bị Di Lặc nắm chặt. Bên trong quả cầu, cái trán của hư bồ đề bay ra một giọt tinh huyết, Lý Trường Thọ dùng hai tay bóp một cái pháp ấn phức tạp, tinh huyết này trong nháy mắt ngưng kết thành huyết thạch hình giọt nước. Pháp ấn không ngừng, từng đạo xiền xích xuất hiện ở xung quanh huyết thạch. Yêu hoàng tù thần quyết. Sợi khí xám kia bay ra từ ngực đạo thể của hư bồ đề, chui vào trong huyết thạch, hóa thành hư ảnh hư bồ đề, bị huyết thạch giam cầm hoàn toàn. Kể từ đó, nếu sau này muốn tiêu diệt nguyên thần hư bồ đề, chỉ cần thôi pháp đốt sạch khối huyết thạch này nguyên thần hư bồ đề liền sẽ vỡ nát theo tại linh đài của hư bồ đề thân hình di lặc sắp tiêu tán tiếng nói có một chút không thú vị kia một lần nữa chui vào đạo tâm của hư bồ đề lại dưỡng thương ở chỗ này đến thời cơ thích hợp tự nhiên sẽ thả ngươi đi ra ngoài nếu lão sư hỏi hoặc là ta và ngươi gặp nhau ở dưới tình hình khác ngươi nên tự biết phải làm sao nếu bần đạo chưa chủ động đi tìm ngươi coi như không có chuyện gì phát sinh. Hư bồ đề nghe vậy hai mắt trừng một cái. Đây không phải ý tứ của lão sư. Gã lúc này, chỉ là đơn thuần trở thành quân cờ trong tay di Lặc. Hư bồ đề lộ vẻ mặt tức giận, lập tức thở dài một tiếng, nụ cười khổ trên khóe miệng càng trở nên nồng đậm. Sau này, sư huynh đệ ở bên ngoài sẽ là chủ tớ vụng trộm, quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay di Lặc. Ánh sao xung quanh lấp lóe một lần nữa, huyển cảnh trực tiếp tiêu tán, Nguyên thần hư bồ đề chìm vào trong bóng tối vô tận, lục thức bị phong cấm một lần nữa. Bên trong quả cầu, Lý Trường Thọ nhìn khối hồn thạch cỡ trong lòng bàn tay chính mình, dùng âm dương nhị khí bao bọc, để vào bên trong một chiếc nhẫn, quay người bước ra khỏi kiện linh bảo hình cầu này. Đại công cáo thành. Tối ngày hôm đó, ở rìa hỗn độn hải. Một quả cầu chậm rãi bay tới từ bên trong hỗn độn hải, ở phía trước hàng rào lực lượng thiên đạo bụt một tiếng nổ nát vụn, để lại một lão đạo trước ngực nhún máu khí tức hư nhược mảnh vỡ linh bảo hình cầu bị hỗn độn khí tức cuốn đi cấm chế xung quanh hư bồ đề cũng liên tiếp tiêu tán gã mở hai mắt ra nhìn hoàn cảnh xung quanh lập tức dùng tiên lực bao trùm đạo thể trốn vào bên trong hỗn độn hải trong đáy lòng hư bồ đề hồi tưởng đến hai chuyện đại sư huynh vừa mới bàn giao chuyện thứ nhất là đại sư huynh chủ động nhắc tới sự tình tính kế dương tiễn cần an bài phối hợp cùng với đại sư huynh Hư bồ đề cũng không ngoài ý muốn đối với chuyện này, trong đáy lòng đã sớm phỏng đoán được kết quả như vậy. Đại sư Huynh là một người không chịu ăn thiệt thòi, tính tình có thù tất báo, lần trước bị Thái Bạch tinh quân tính kế thảm như vậy, làm sao có thể không có an bài đánh trả. Thực sự là di lặc. Chuyện thứ hai, lại là hư bồ đề chủ động hỏi. Sư Huynh, bần đạo nên giải thích sự tình những ngày qua mất tích đối với sư phụ như thế nào? Câu trả lời đại sư Huynh cho là, ta bỏ người vào rìa hỗn độn hải, không phải vị Thái Bạch Kim Tinh kia nói, bần đạo là nguyên thần thứ hai của côn bằng sao. Hư bồ đề lập tức rõ ràng, cái nồi này liền ném lên trên lưng côn bằng, côn bằng bắt lấy chính mình, dùng tốc độ cực nhanh thoát ra khỏi hồng hoang, tra khảo gã sự tình có quan hệ với Tây Phương Giáo, như thế liền có thể miễn cưỡng giải thích đối với lão sư. Nói đến, Đại sư Huynh thật sự lớn gan, đồng môn tương tàn vốn là tối kỵ, Đại sư Huynh liền trực tiếp liền làm, còn làm thành xem ra những lời đồn đại về đại sư huynh nghe được tại lúc thượng cổ đều là có dấu vết lần theo hư bồ đề di chuyển ở bên trong hỗn độn hải một hồi từ một phương hướng khác trở về hồng hoang thiên địa nhưng gã mới vừa tiến vào hàng rào thiên đạo đạo tâm đột nhiên chấn động vội vàng nội thị bản thân đây lại là cái gì hư bồ đề nhìn từng tia từng tia khí xám đã cắm rễ bên trong đạo tâm kia sắc mặt đột nhiên trở nên có một chút tái nhật dù là luyện khí sĩ tu vi cao cường, cũng đều sợ sinh ra tâm ma, càng sợ bản thân bị tâm ma thôn vệ. Mà lúc này ở trong đạo tâm của gã, một cổ khí tức màu xám đen gần như nuốt hết đạo tâm. Trong đáy lòng hư bồ đề nổi lên một hồi lại một hồi cảm xúc, buồn, giận, sát ý hỗn loạn, gần như muốn thôn vệ gã. Tâm ma từ đâu tới? Hư bồ đề bấm ngón tay suy tính, sau khi xông vào hàng rào thiên đạo lập tức ngồi xuống tu hành, quanh người nổi lên một đạo ánh sáng vàng, trên trán cũng dần dần đổ đầy mồ hôi lạnh. Đại sư Huynh, ngươi thật là ác độc. Đạo tâm của bần đạo gần như bị ngươi hủy hoàn toàn, sau này chỉ sợ là khó mà tiến về phía trước nửa bước. Hư bồ đề mở hai mắt ra, sự giận dữ dưới đáy mắt cấp tốc biến mất. Không đúng. Đây cũng không phải là tâm ma của bần đạo, đây là bị người cưỡng ép gieo xuống ma niệm. Vực ngoại thiên ma, trì hỗn độn hải, chẳng lẽ những lời đồn đại trước đây không phải là tin đồn? Đại sư Huynh thật sự là. Hư bồ đề đột nhiên co lại trong mắt, ẩn tàng thân hình, tràn đầy kinh hải độn về phía rìa ba ngàn thế giới, muốn chọn một nơi để thiền định, suy nghĩ kỹ càng việc này. Nếu thật sự là như thế, Tây Phương giáo bọn họ chỉ sợ là có phiền toái. Thậm chí, sẽ bị Đại sư Huynh từng bước từng bước xâm chiếm. Ai, bần đạo đã bị người chế trụ, cũng không làm được cái gì sau khi thả đi hư bồ đề tại rìa hỗn độn hải lại qua nửa tháng lý trường thọ cùng với tiên nhân đạo môn ra tay lần này vào sau khi cùng nhau lập ra lời thề thiên đạo giữ nghiêm bí mật này liền lặng yên giải tán mặc dù lý trường thọ không muốn để cho vân tiêu lập thệ nhưng vân tiêu chủ động mở miệng hắn cũng không tiện cự tuyệt vân tiêu tiên tử cũng không muốn tạo ra bất kỳ sự chuyên biệt nào nàng hy vọng ở bên trên sự vụ tam giáo Lý Trường Thọ sẽ đơn thuần coi nàng là một trong bốn đại đệ tử ngoại môn tiệt giáo. Tất nhiên, trong chuyện riêng tư, hai người đã là chuẩn đạo lữ dắt tay dạo bước mấy canh giờ cũng đều không muốn buông ra. Sở Dĩ sắp xếp lập lời thề chung, cũng là dụng tâm lương khổ của Lý Trường Thọ. Khi tất cả mọi người cùng nhau giữ bí mật, ở giữa lẫn nhau sẽ gia tăng một ít hữu nghị, thêm một chút liên quan. Chỉ cần thái ức chân nhân giữ vững cái miệng, không có hấp tấp mở miệng, xác suất hai giáo trực tiếp bộc phát đại chiến, tối thiểu nhất có thể giảm xuống một thành. Chuyện này, miễn cưỡng được tính nửa tầng tính kế. Lúc Vân Tiêu cùng với Quỳnh Tiêu cùng nhau trở về Tam Tiên Đảo, Lý Trường Thọ liền căn dặn các nàng, để các nàng quan tâm kỹ càng trạng thái của Triệu Lão Ca. Lý Trường Thọ có một chút lo lắng, bởi vì câu nói tiếp theo của Ngọc Đế Bệ liền sẽ ảnh hưởng đến kiếp vận vận chuyển, trước tiên làm cho Triệu Đại Gia nhập kiếp, làm cho định hải thần châu thuộc về thiên đình mặc dù khả năng này rất thấp nhưng lý trường thọ vẫn lựa chọn ổn một chút nói trở lại hư bồ đề sẽ thực sự là lão sư của hầu tử sau này trong thái bạch điện tiên thức của lý trường thọ nhìn chăm chú vào đạo nhân giấy thiên tướng đang cầm tam tiêm lưỡng nhận thương đi xa trong đáy lòng suy tư vấn đề rất có chiều sâu này xác suất của vấn đề này vẫn là rất lớn dù sao lúc này ở bên trong hồng hoang dính dáng cùng với bồ đề cũng chỉ có hư bồ đề hơn nữa lúc này hư bồ đề đã trở thành khôi lỗi trong tay chính mình sau này vào lúc tính kế tây phương giáo hoặc là phật môn đều có thể sử dụng chỉ cần hư bồ đề chớ tự mình chơi đùa lung tung hắn cũng sẽ không dễ dàng phế bỏ quân cờ như vậy trước đó có chuẩn sư tẩu văn tịnh bây giờ lại có hư bồ đề chính mình làm việc thẩm thấu đối với tây phương giáo cũng là có phần có hiệu quả cảm tạ lão sư lần tương trợ thân tình này loại sự tình này cũng không thể làm thêm dù sao thánh nhân lão sư cũng không phải pháp bảo người của chính mình, luôn mời thánh nhân làm một số việc không phải là giảm, giải đố, đánh tiểu thánh, sẽ dễ dàng giảm xuống độ hảo cảm của lão sư đối với chính mình. Lý Trường Thọ vừa định thu nhiếp tinh thần trở về Tiểu Quỳnh Phong, một đạo thân ảnh cưỡi mây bay tới ngoài Thái Bạch Điện, tất nhiên là hóa thân Ngọc Đế, Hiểu Thiên Đế. Ở bên trên tiệc trụ trước đây, Thuyên Động đã nói lộ ra miệng mấy lần ở trên đường cùng với đạo nhân giấy lý trường thọ cùng nhau trở về thiên đình thuyên động tỉnh táo lại im lặng bó tay một hồi lâu cũng may lý trường thọ kịp thời giải thích vài câu nói chính mình lo lắng các vị tiên nhân trong lúc vô tình có lời mạo phạm trước tiên truyền âm điểm phá thân phận hóa thân ngọc đế lúc này ngọc đế mới thở vào nhẹ nhõm không phải chính mình bại lộ liền tốt vấn đề mặt mũi vẫn là phải chú ý một chút ngày hôm nay thuyên động chạy đến một lần nữa lý trường thọ đánh cực hai túi thịt linh thú cây do linh nga làm nhất định là vì sự tình dương tiễn quả nhiên thuyên động cưỡi mây đến phía trước thái bạch điện ra dáng cầu kiến một phen liền được lý trường thọ truyền âm triệu vào trong điện chờ đến khi tiến vào trận pháp sâu nhất trong thái bạch điện hai người bèn nhìn nhau cười lý trường thọ trả lại món quà vừa nhận được dùng đạo nhân giấy bộ dáng trung niên cùng nhau nhập tọa cùng với thuyên động thuyên động đi thẳng vào vấn đề trường canh lần này ta tới là muốn hỏi sự tình có quan hệ đến dương tiễn dương tiễn tiến hành thí luyện như thế nào rồi mời bệ hạ xem lý trường thọ lấy ra một chiếc gương đồng bày ở trước mặt hai người một chỉ điểm ở bên trên gương đồng mặt ngoài gương đồng lập tức nổi lên tầng tầng làn sóng lập tức hiển lộ ra hình ảnh mơ hồ sau đó hình ảnh cấp tốc trở nên vô cùng rõ ràng đó là một chỗ đại thiên thế giới yêu khí cuồn cuộn che đậy nhật nguyệt tinh thần vô số đạo lưu quan không ngừng truy đuổi tại không trung. Lý Trường Thọ cùng với thuyên động tập trung nhìn vào, chỉ thấy bên trong lưu quan kia có thân ảnh dương tiễn. Chiến giáp trên người y có một chút rách rưới, tay phải cầm một thanh trường thương, trái tay cầm một thanh bảo kiếm mang theo một chút khe hở, ánh sáng vàng đỏ quấn quanh người, một ít vết máu trượt xuống từ trên gương mặt của y, tóc dài buộc lên bị yêu huyết nhụn hơn phân nữa. Y há miệng, dường như phát ra tiếng gầm lên giận dữ, thân hình bỗng nhiên gia tốc, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, mang theo tầng tầng linh khí chấn động, lập tức đuổi theo một đầu xà yêu. Xà yêu kia mặt lộ vẻ ngoan lệ, quay người phun ra sương độc đầy trời. Trường thương vọt về phía trước, kiếm quang chém ngang, một cái chớp mắt tiếp theo chính là yêu huyết đầy trời, thân hình dương tiễn xuyên thấu mà qua ở bên trong thân thể xà yêu cao lớn, mũi thương đâm vào nguyên thần xà yêu, một kiếm chém vỡ nguyên thần xà yêu. Thuyên động nhỏ giọng hỏi, làm sao chỉ có hình ảnh mà không có âm thanh? bệ hạ đây là tình hình ngọc đỉnh chân nhân nhìn thấy lúc này ngọc đỉnh chân nhân có thể là quên mở cấm chế nhỏ bên cạnh gương đồng kia hóa ra là như vậy thuyên động gật gật đầu không chớp mắt nhìn chăm chú vào tình hình dương tiễn truy sát mấy đầu đại yêu lại một hồi đại chiến kết thúc dương tiễn chém ba đầu đại yêu một đầu đại yêu cuối cùng chạy trốn ra thiên ngoại dương tiễn phải chạy trở về xử lý thi thể ba đầu đại yêu miễn cho yêu khí tùy ý phun ra tổn thương phàm nhân ở đây. Dương Tiễn cũng đã lĩnh hội được tinh túy bát cửu huyền công, sau khi lưu loát xử trí thi thể đại yêu, lấy ra tinh hoa ở trên người những đại yêu này, cũng chém xuống huyết nhục linh lực mạnh nhất của đối phương. Dựng giá nướng, cẩn thận nướng một phen, nhíu mày cố nén khó chịu, ăn từng miếng, tăng cường huyết khí tự thân. Làm sự tình vu tộc hay làm, đúng là phương thức tu hành bát cửu huyền công chính xác. Lý Trường Thọ tán thưởng một tiếng, thật sự dũng mãnh phi thường trong hai mắt thuyên động tràn đầy sáng ngời cũng tán thưởng theo có một chút phong phạm lúc trường canh ái khanh giết yêu lý trường thọ lời này nghe làm sao lại giống như là hắn cùng với dương tiễn có liên quan trực tiếp gì trường canh thuyên động cười nói cổ hóa thân này của ta liền ở lại chỗ này khi nào ngươi muốn xem tình hình của dương tiễn nhớ rõ gọi ta một tiếng lý trường thọ nói duy trì gương đồng kết nối cũng chỉ hao phí một chút linh thạch kế tiếp tiểu thần cũng muốn nhìn chằm chằm việc này. Thiện. Thuyên động lập tức cười thỏa mãn, tiếp tục xem hình ảnh bên trong gương đồng, Dương Tiễn đã là nhanh chóng biến mất ở chân trời, thuận lợi tránh đi cao thủ yêu tộc phản công. Lý Trường Thọ thấy thế liền cười thầm trong đáy lòng, cũng biết Ngọc Đế đây là thấy lòng mới vui, lưu lại non nửa tâm thần ở chỗ này, bản thể tiến vào trạng thái tu hành tầng thấp. Lúc này, Triệu đại gia có hay không hiểu được cái gì ở bên trên Định Hải thần châu? lý trường thọ tất nhiên là không biết nhưng hắn hiểu được thiên đạo đang không ngừng bổ khuyết tự thân hoàn thiện tự thân mục đích là tiến tới tình trạng gần như có tính tư dục đối với sinh linh bình thường thậm chí là trường sinh tiên mà nói thiên đạo chí công vô tư sẽ chỉ tuân theo quy tắc thiên đạo làm việc giữ gìn thiên địa an ổn nhưng đứng bên bờ dòng sông thời gian nhìn ra xa mỗi ngày thiên đạo đều đang từ nhỏ đến lớn mỗi ngày thiên đạo đều đang từ không trọn vẹn đến hoàn thiện thiên đạo có một chỗ cốt lõi, chính là sinh linh, bảo vật sau này không thập toàn thập mỹ, chỉ có sinh linh tiên thiên, chí bảo tiên thiên mới chân chính đạt tới cảnh giới viên mãn. Đây cũng là nguyên nhân trước mắt, vì sao các đại năng đỉnh tiên ngoại trừ huyền đô đại pháp sư, cơ hồ đều là sinh linh tiên thiên. Liệu bản thân thiên đạo có thể đạt tới hoàng mỹ? Biến số sẽ vẫn luôn tồn tại, khuyết điểm của thiên đạo cũng sẽ vẫn luôn tồn tại. Lý Trường Thọ suy tư những điều này, dần dần đưa đại bộ phận tâm thần chìm vào bên trong đại đạo, ngao du giữa thiên địa, trong chơi lúc cổ kim. Đợi hắn bế quan tỉnh lại một lần nữa, phát hiện ra hóa thân Ngọc Đế vẫn đang tràn đầy phấn khởi quan sát Dương Tiễn, từ Dương Tiễn kịch chiến yêu thú, đến đối phó với luyện khí sĩ, lại đến Dương Tiễn ngẩn người sững sờ, nghỉ ngơi bên trong phường trấn. Rất nhanh, kịch bản thí luyện Bạch Trạch an bài ra sân, Dương Tiễn bị dẫn vào một vùng đất khốc liệt, chiến đấu trong nhiều tháng mới thoát ra, hàng phục một đầu thần giao ba đầu thần giao này hóa thành thượng cổ thần binh tam tiêm lưỡng nhận thương từ góc nhìn của ngọc đỉnh chân nhân cùng với thuyên động mà nói căn bản không nhìn ra này sau lưng chuyện này có vết tích an bài linh hồn đạo diễn lớn hồng hoang của bạch tiên sinh đã bắt đầu thức tỉnh mấy chục năm kế tiếp phần lớn thời gian thuyên động đều ở trong thái bạch điện này lý trường thọ cảm giác chính mình như là lâm thời trở thành thiên đế các loại sự vụ thiên đình ngọc đế đều cùng thương lượng một hai với hắn lại dùng bản thể trong lăng tiêu bảo điện đóng ấn tỷ đại đa số thời gian cổ hóa thân ngọc đế này cùng với đạo nhân giấy lý trường thọ đều ở sâu trong thái bạch điện xem gương đồng chuyện này khiến cho lý trường thọ muốn ra ngoài gặp gỡ vân tiêu tiên tử cũng đều có một chút ngượng ngùng mở miệng tiến cảnh tu vi của dương tiễn có thể xưng là thần tốc chiến lực lúc này đã có thể ngang hàng cùng với đại bộ phận luyện khí sĩ cảnh giới kim tiên khoảng cách cảnh giới của bản thân so với kim tiên kiếp cũng đã không tính xa ngày hôm đó thuyên động đột nhiên nói trường canh ngươi có cảm giác được hay không dương tiễn thiếu chút gì đó thiếu cái gì bản thể lý trường thọ đang giảng đạo cho linh nga vội vàng phóng lực chú ý đến chỗ này cười nói một thân áo bào sáng rõ không thuyên động nói ta ngược lại là cảm thấy dương tiễn dường như thiếu một người bạn giống như bạch trạch tiên sinh cùng với ngươi vậy bạn. Thuyên động đứng lên nói, ái khanh lại chờ mấy ngày, ta trở về mượn lực lượng thiên đạo điều tra thêm, xem bên trong hồng hoang còn có một ít dị chủng, có thể làm tọa kỵ cho y hay không? Tọa, tọa kỵ. Hít hà, miên lai hao thiên quyển ban đầu được định vị theo cách này. Ngọc đế lại là mượn thiên đạo thẩm tra, lại là phái đông một công âm thầm tìm kiếm mấy năm, cuối cùng tìm được một đầu thượng cổ dị thú miễn cưỡng thích hợp đưa vào trong tay lý trường thọ quả nhiên là hao thiên quyển. Hao thiên quyển này có một chút đặc thù, cũng không phải là sinh linh bình thường. Bộ tộc của bọn chúng không phải do trời đất tạo ra, mà đặc biệt được tạo ra để phụ tá cường giá, có được thiên phú và thần thông trời sinh khá mạnh, có thể biến thành hung thú đối phó với kẻ địch, có thể hóa thành bảo vật, binh khí, nhưng việc tu hành lại cần những sinh linh khác ở bên cạnh thời khắc chỉ dẫn. Nếu không thì ngay cả linh trí cũng đều không thể mở ra thiên tổ nhất tộc thật ra là một kiệt tác được sinh linh tiên thiên dùng thần thông tạo ra tại thời viễn cổ lý trường thọ suy đi nghĩ lại giao hào thiên quyển vẫn chỉ là một quả bóng lông cho long các công chúa để nàng âm thầm đi đưa cho dương tiễn cho dương tiễn một chút chỗ tốt vân hoa tiên tử và long các vốn là rất thân cận với nhau long các làm như vậy là hợp tình hợp lý đồng thời long các âm thầm hiện thân lấy lòng cũng sẽ nói một số tin tức cho dương tiễn làm cho dương tiễn cảm thấy mẫu thân chính mình bị trấn áp vô cùng thê thảm cho dương tiễn nhiều thêm một ít áp lực lại càng quan trọng hơn là long cát là biểu tỷ của dương tiễn nàng trước tiên lấy lòng đối với dương tiễn kết giao cùng với dương tiễn đợi sau khi dương tiễn hoàn thành lịch luyện cuối cùng có thể ra mặt làm dịu cảm xúc của dương tiễn phòng ngừa hai bên khó có thể kết thúc quá trình long cát đi đưa hao thiên quyển vô cùng thuận lợi nàng cùng với dương tiễn gặp nhau cũng không gây ra bất kỳ xáo trộn nào Kể từ lần tỷ đệ chạm mặt nhau này, Dương Tiễn bắt đầu đối xử với bản thân hà khắc hơn, để lại dấu chân đẫm máu của y ở khắp các nơi đại thiên thế giới. Bác cử huyền công, vô cùng hữu ích. Đây hết thảy dường như đều nằm trong khống chế của Lý Trường Thọ, nhưng đại đạo 50, thiên diễn 49, thiên đạo cũng đều không thể viên mãn vô khuyết, Lý Trường Thọ càng là làm không được. Chính thành tám cũng không thể nói một cách tùy tiện. Long Cát đi gặp Dương Tiễn bất quá chỉ mấy năm, một biến số mà Lý Trường Thọ cũng chưa từng tưởng tượng đến, đột nhiên xuất hiện. Tốc độ tu hành của Dương Tiễn bỗng nhiên tăng mạnh, liên tiếp đột phá trong vòng mấy tháng. Trong Thái Bạch Điện, Lý Trường Thọ duy trì bộ dáng lão thần tiên, nhíu mày nhìn chầm chầm tình hình trong gương đồng. Ở bên tay phải của hắn, hóa thân Ngọc Đế thuyên động một thân chiến giáp ngồi ngay ngắn bên trong ghế bành. Đứng phía sau hai người là Long Các Công Chúa, Ngao ất Kim Bằng. Bởi vì vị hiểu thiên đế này nói lỡ miệng, ba người bọn hắn đã biết thân phận của Thuyên Động vào giờ phút này đều là có một chút cung kính nhất là Long Cát, Nhu Thuận đứng thẳng ở phía sau phụ thân của chính mình, thở mạnh cũng không dám. đây cũng là Ngọc Đế đã nghĩ thông suốt rồi, chỉ cần hóa thân này không đi loạn, không đi giám sát Thiên binh Thiên tướng, không đi giải quyết khảo hạch cuối kỳ, không đi đùa giỡn thường nga Nguyệt cung, tổng thể cũng không có ảnh hưởng gì, ngược lại có thể thuận tiện Quang Minh chính đại đi làm một ít chuyện chính mình muốn làm. ví dụ như quang minh chính đại mò cá. Năm thân ảnh này, tính cả người xem ngoài sân, Linh Nga ở bên trên tiểu quỳnh phong dùng vân kính thuật nhìn chăm chú nơi đây, cùng nhau nhìn hình ảnh hiện trên gương đồng. Bên trong hư không ánh sao mờ mịt, từng đạo thần lôi màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây điên cuồng đập xuống, trận trận thiên phong không ngừng gào thét. Ở phía trước thiên kiếp lôi quang có một thân ảnh nhỏ bé, vào giờ phút này đón gió đón lôi mà đứng, thân hình khôi ngô hơn ba phần so với thường nhân, vào giờ phút này lại có một loại nặng nề như núi. Dương Tiễn Y đã tiêu hóa xong dọc tinh huyết bản nguyên cộng công kia, đang cưỡng ép vượt qua kim tiên kiếp. Lúc này mới bao nhiêu năm? Loại tốc độ tu hành này của Dương Tiễn khiến cho người ta sợ hãi thán phục. Lý Trường Thọ khẽ thở dài nói, thuyên động ở bên cạnh tràn đầy đồng cảm. Dù sao thì ở trong 50 năm gần nhất, chính là 50 năm Dương Tiễn rời khỏi Ngọc Tuyền Sơn đi ra ngoài lịch luyện lúc Ngọc Đế bệ hạ nhàn rỗi không chuyện gì, đều mò cá xem gương đồng tại Thái Bạch Điện. Đây không phải là trước đây xem trực tiếp xem hăng hái, còn thuận tay thưởng một đầu thiên cẩu. Năm tháng thoáng một cái đã qua, thật sự chưa phát giác ra biến hóa. Chỉ bất quá, đại giới Ngọc Đế bệ hạ mò cá, chính là quyền thần bình thường lý trường thọ lao tâm lao lực, mệt gần chết. Trong mấy chục năm gần nhất này, Ngọc Đế bệ hạ thậm chí đã nuôi thành thói quen, chuyện gì cũng đều phải thuận miệng hỏi một chút. Trường canh ngươi thấy thế nào? Còn có thể thấy thế nào? Lần nào không phải đều là đang ngồi xem. Đại kiếp phong thần sắp đến, việc tu hành của bản thân Lý Trường Thọ tự nhiên không thể lơ là. Sự vụ thiên đình mặc dù bận biệu, lại vẫn như cũ phải dành bảy thành tinh lực trong việc tu hành. Trừ cái đó ra, còn phải định kỳ gặp nhau cùng với sư muội trò chuyện vài câu, giảng đạo một chút, tâm sự, buông lỏng tiếng lòng kéo căng, cho sư muội một chút phần thưởng nho nhỏ làm việc kết hợp với nghỉ ngơi. Ở bên ngoài thiên đình, địa phương cần hắn quan tâm cũng thực sự không ít. Chiến hỏa giữa tiên minh cùng với hương hỏa thần quốc, cách mỗi mấy năm liền giấy lên một lần. Ba ngàn thế giới tiến vào niên đại loạn chiến, địa phủ đã mấy lần tới thiên đình cầu viện, thỉnh cầu thiên đình lâm thời chi viện một nhóm quan văn, phán quan địa phủ cũng đều đã không đủ dùng. Sinh linh tử thương có một chút thảm trọng. Điều duy nhất làm cho Lý Trường Thọ vui mừng chính là, hai giáo xiển tiệc vẫn luôn thực sự khắc chế, liên đới đến thế cục trung thần châu cũng coi như củng cố. Mặc dù tiên môn ma sát không ngừng, nhưng cũng không phát sinh sự kiện tiên tông thuộc hạ hai giáo trực tiếp khai chiến, còn thuộc về loạn tượng đại kiếp bình thường. Hồng hoang thiên địa phản phất như đang từng bước đi về hướng hỗn loạn, nhưng Lý Trường Thọ có thể cảm giác được, bên trong hỗn loạn này lại ẩn hàm một loại trật tự nào đó. Trật tự do đạo tổ cùng với sáu thánh kiến tạo ra. Chỉ cần thánh nhân bất động, thiên địa liền sẽ không triệt để hỗn loạn. Đương nhiên, còn có một chuyện khiến cho Lý Trường Thọ vui mừng, chính là Linh Nga những năm này vẫn luôn đang cố gắng tu hành, lòng cầu trường sinh càng trở nên kiên định. Chuyện này khiến cho Lý Trường Thọ luôn có một loại. Tâm tính hắn ở bên ngoài mệt mỏi nhiều hơn cũng đáng. Dù sao thì ở bên trong thiên địa này, cũng chỉ có sư huynh muội bọn hắn có thể thật sự sống nương tựa vào nhau. Sư muội trong coi tiểu Quỳnh Phong, sư huynh yên tâm ký thác tâm thần ở nơi khác cái loại thực thuần khiết thực thần thánh này lại nhìn bên trong gương đồng lôi quan dần dần biến mất thiên kiếp đã đi qua thân ảnh dương tiễn bay đi xa cũng không vội vàng thể ngộ cảm ngộ sau khi đổ kiếp nhanh chóng rời đi khỏi nơi vắng vẻ hoang vu này tính cảnh giác quả thực không tồi hình ảnh bên trong gương đồng chuyển động theo tất nhiên là ngọc đỉnh chân nhân âm thầm đi theo hóa thân ngọc đế trầm giọng nói bác cử huyền công tinh huyết bản nguyên tổ vu thần binh lão quân luyện chế cùng với một thân bản lĩnh đạt được trong những trận loạn chiến chém giết yêu ma trường canh ngươi khi nào chuẩn bị thu lưới bố cục lại nên thu lưới như thế nào bệ hạ yên tâm tiểu thần đã sớm chuẩn bị lý trường thọ lấy ra một quyển trục ở bên trong tay áo cung kính đưa tới hóa thân ngọc đế hai mắt tỏa sáng mở quyển trục ra đọc lý trường thọ lại nhìn kim bằng ngao ức cùng với long cát sau lưng thở dài ta nguyên bản chuẩn bị để dương tiễn lịch luyện trăm năm mà nhìn tình huống lúc này lại là không thể không can thiệp trước thời hạn để tiến cảnh tu vi của y chậm đi một ít đến bây giờ chấp niệm như vậy sẽ làm cho đạo tâm của y dần dần thất thủ nếu không diệt trừ chấp niệm đạo tâm bất ổn tu vi cảnh giới càng cao liền càng có khả năng rơi vào ma đạo nghe lời ấy của sư phụ long cát không khỏi lộ vẻ mặt lo lắng nàng trước đây vừa mới có một lần tiếp xúc nữa cùng với dương tiễn cũng có một chút để ý đối với vị biểu đệ này nàng nhẹ giọng hỏi sư phụ phải chăng cần nhắc nhở dương tiễn việc này lý trường thọ suy tư một hồi hỏi trước đây ngươi đi đưa cẩu cho y khục đưa hồng hoang dị chủng thiên cẩu thần quyển dương tiễn tổng cộng nói đến mẫu thân y mấy lần một lần sau khi long các cẩn thận hồi ức cho ra đáp án như vậy lại bổ sung y dường như chỉ là lơ đãng hỏi một câu cũng không biểu lộ ra quá nhiều cảm xúc như vậy xác thực nên thu lưới trong mắt Lý Trường Thọ không có do dự tìm tòi ở bên trong tay áo một hồi lấy ra một loạt ngọc phù treo ở phía trước người thấy ngao ức cùng với kim bằng lộ vẽ mặt không hiểu Lý Trường Thọ chủ động giải thích nói tính tình của Dương Tiễn có một chút nội liễm càng là ra vẻ trấn định như vậy liền chứng minh y trong việc này càng sâu ảnh hưởng đối với bản thân cũng lại càng nặng dù sao thì nếu thật sự thoải mái ngược lại sẽ không cố kỵ gì nhiều ít nhất cũng phải hỏi vài câu có quan hệ đến tình hình gần đây của vân hoa tiên tử ở một bên khác hóa thân ngọc đế thuyên động bưng quyển trục kia lộ vẻ mặt giật mình thuyên động hỏi trường canh ngươi viết cái gì ở trên này mà thôi ngươi cứ làm đi ta ở bên cạnh nhìn là được tạ ơn bệ hạ tín nhiệm lý trường thọ chắp tay một cái nhìn loạt ngọc phù lơ lửng trước mặt này cười nói như vậy ta liền bắt đầu an bài Thuyên động dùng tay làm dấu mời, Lý Trường Thọ cẩn thận phân biệt, sau khi xác định không sai, đồng thời bóp nát ba khối ngọc phù bên trái. Cùng một lúc, ở chỗ của Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Bạch Trạch, đều có một khối ngọc phù vỡ nát. Bạch Trạch mở hai mắt ra từ tổng điện sâu bên trong lâm thiên điện, ra lệnh một tiếng, mấy chục đạo bóng đen chờ đợi đã lâu đến phụ cận y, do Bạch Trạch mở ra đại trận na di dưới người. Bọn họ chờ đợi đã lâu. Ngọc Đỉnh Chân Nhân ở bên trong chỗ đại thiên thế giới nào đó khẽ nhíu mày, nhìn Dương Tiễn đang ngồi xếp bằng trong núi rừng bên ngoài mấy trăm dặm, tiêu hóa cảm ngộ độ kiếp, trong mắt mang theo vài phần thần sắc lo lắng. Tiếp theo, Ngọc Đỉnh Chân Nhân chủ động mang theo Dương Thiền rời xa nơi đây, vào ba ngày sau lại phát Ngọc Phù truyền tin cho Dương Tiễn, dẫn Dương Tiễn đến một địa điểm nào đó. Cùng lúc đó, bên trong một góc ba ngàn thế giới nào đó, đệ tử thánh nhân tây phương giáo hư bồ đề tỏ ra khô gầy hơn rất nhiều so với mấy chục năm trước chậm rãi mở hai mắt ra hư bồ đề nhìn ngọc phù nhẹ nhàng lấp lóe sáng ngời trong tay nhìn kỹ mấy câu toát ra trong đáy lòng kia không nhịn được hừ lạnh một tiếng vẽ vời thêm chuyện nói xong thân hình hư bồ đề dần dần phai mờ chuẩn bị vào ba ngày ba canh giờ sau đi tìm tung tích dương tiễn tại hồng hoang ngũ bộ châu trong thiên đình thái bạch cung bàn tay Lý Trường Thọ phất qua gương đồng lớn trước mặt, hình ảnh trên đó dần dần mơ hồ, lại cấp tốc trở nên rõ ràng, lại là hiện ra ba cái khu vực, ba bức họa. Thứ nhất, Bạch Trạch dẫn người bố trí cái gì tại một thôn làng phàm nhân. Thứ hai, Dương Tiễn đang lẳng lặng tu hành ở trong rừng, chỉ là so với hình ảnh Ngọc Đỉnh chân nhân cung cấp trước đây, lúc này rõ ràng là đổi một góc độ quay chụp. Thứ ba, trên Đông Hải, 10 vạn thủy quân thiên hà ở dưới sự xuất lĩnh của Biện Trang, thao luyện chiến trận đậu binh mới. Lý Trường Thọ nhắm mắt trầm tư, lượt qua toàn bộ kế hoạch của mình. Đoạn đường quỷ tích trưởng thành này của Dương Tiễn, hắn lần lượt an bài cơ duyên và lịch luyện, cùng với đau khổ chính Dương Tiễn gặp được, đều hiện ra ở trong đáy lòng Lý Trường Thọ. Đề thi đã được phát hành, liền xem ngươi có thể đạt tiêu chuẩn hay không. Dương Tiễn Thái Bạch Kim Tinh Hồng Hoang Thiên Địa, tại rì một chỗ ba ngàn thế giới nào đó tương đối xa, trong một ngôi làng phàm tục đơn sơ. Lúc trời tối người yên, ánh nến trong thôn lay động, có thể nghe được một hai tiếng cười nói. Dương Tiễn mới vừa trừ xong yêu ở chỗ này chuẩn bị rời đi, cũng không hiện thân đi tiếp thu tán thưởng, cúng bái của phàm nhân. Y đợi nửa ngày ở phía trên sườn núi ngoài thôn, xác định có phải là có cá lọc lưới. Vào giờ phút này, Dương Tiễn ngừng chân đứng ở phía dưới tinh tú đầy trời, ngước đầu nhìn lên sao trời không khỏi bắt đầu tìm kiếm ngôi sao bên trong lời đồn kia canh giờ giống như không đúng lúc này mới vừa vào đêm không lâu bên chân một con chó trắng chỉ cao nửa thước đang nhẹ nhàng cọ vào giày vải của y bên miệng dương tiễn lộ ra ý cười ôn hòa bắt con chó nhỏ này vào trong lòng bàn tay hóa thành một viên ngọc bội bỏ vào trong ngực thân ảnh nhảy lên một cái bay lên trên trời không mượn mây trắng không dùng pháp bảo nhục thân vượt qua không gian còn có thể nhanh chóng như vậy dương tiễn mới vừa vượt qua kim tiên kiếp thực lực xác thực lại có bay vọt hưu một chùm thanh quan bắn nhanh mà đến từ hư không dương tiễn giữ vững tinh thần chủ động tiếp nhận thanh quan vào trong tay thanh quan chính là một khối ngọc phù chấp tay hành lễ đối với ngọc phù có thể tìm được chính mình chỉ có sư phụ vẫn luôn giấu ở gần đây mặc dù dương tiễn cũng vô pháp xác định việc này hơn nữa ở trong những năm này mấy lần hiểm tử hoàng sinh cũng là dựa vào chính mình gắn gượng đi qua Sư phụ cũng không hiện thân. Nhưng Dương Tiễn Kỳ thật có thể cảm giác được, sư phụ cách chính mình cũng không xa. Tiện thể, có một chút cơ duyên thoạt nhìn vô cùng hợp lý, nhìn kỹ cũng không có vấn đề gì, Dương Tiễn cũng sẽ cảm thấy chính mình đạt được hơi quá mức thuận lợi. Phản phất như con đường chính mình đi này, đã sớm bị người thả xuống rất nhiều chỗ tốt. Làm những việc này, là ai? Hẳn không phải là sư phụ, sư phụ xưa nay độc hành lại chỉ có một vị bạn tốt là thái ất sư bá nếu muốn an bài những cơ duyên này cho y chỉ sợ là phải vận dụng nhân lực đếm không hết là những thế lực muốn để cho chính mình mau mau khởi thế từ đó đạt thành một loại mục đích nào đó y cũng không phải là người ngu như thế nào không biết từ khi chính mình sinh ra liền bị cuốn vào cuộc tranh chấp giữa những thế lực lớn nhất bên trong thiên địa này trong đáy lòng nghĩ như vậy dương tiễn mở ngọc phù trong tay ra thấy được trong đó nội dung một chỗ đại thiên thế giới nào đó có yêu ma làm loạn, dường như đang mượn sinh hồn của phàm nhân tu hành, cần y lập tức đi một chuyến. Nội dung không sai biệt nhiều cùng với Ngọc Phụ Sư Phụ cho chính mình mấy lần trước. Dương Tiễn cũng không chần chờ, trống rỗng cầm ra tam tim lưỡng nhận thương để ở sau lưng, thân hình vượt qua hư không, vội vàng tiến đến phương vị Sư Phụ cho. Nhưng lần này khác biệt cùng với mấy lần trước. Lúc Dương Tiễn chạy đến, yêu ma kia bắt đi người và xúc vật trong một thôn làng vắng vẻ trong thôn làng trống trải chỉ có yêu khí nhàn nhạt lưu lại đang tiêu tán theo gió dương tiễn cẩn thận tìm kiếm lại là hoàn toàn không tìm thấy dấu vết để lại chỉ có thể nói công lực tìm tung nặc ảnh của yêu ma này hết sức lợi hại lục soát nửa ngày ở trong phạm vi mấy ngàn dặm các nơi đều là một mảnh tường hòa nơi đây cũng có không ít luyện khí sĩ rơi vào đường cùng dương tiễn lại trở về thôn làng kia lần này lại thấy được hai đứa trẻ bồi hồi tại cửa thôn Thế là tiến về phía trước hỏi, biết được hai đứa trẻ phàm nhân này là ham chơi ở trong núi, lúc này mới tránh thoát một kiếp này. Lập tức, Dương Tiễn mang hai đứa trẻ đến thành trấn gần đó dàn xếp, hao tốn một chút linh thạch, an trí ở bên trong một quán rượu luyện khí sĩ tụ tập, lại dọa trưởng quỷ quán rượu kia. Sau khi đưa hai huynh muội này đến một căn phòng, Dương Tiễn đưa tay sờ sờ đầu bọn chúng, căn dặn bọn chúng không cần loạn đi, lưu lại một khối ngọc phù mang theo khí tức của chính mình, liền quay người rời đi mới vừa trở ra cửa phòng dương tiễn liền nghe được nữ đồng có niên kỹ ít hơn trong đó nức nở ca về sau chúng ta nên làm cái gì cha mẹ bọn họ có phải hay không không cần chúng ta nữa không có việc gì ca che chở ngươi tiên nhân không phải đã đi giúp chúng ta tìm cha mẹ sao dương tiễn dừng bước chân lại thần sắc trở nên có một chút trầm thấp chậm rãi nhắm hai mắt lại muốn để cho đạo tâm của chính mình yên tĩnh nhưng trong đáy lòng lại luôn hiện ra mấy tấm hình ảnh bị y tận lực chôn sâu kia trên phố, hai bóng dáng nhỏ bé đang quấn chăn, thức một đêm không ngủ. Cười khổ một tiếng, Dương Tiễn lắc đầu, tiếp tục đi tìm kiếm nơi yêu ma hạ lạc mà sư phụ nói. Nhưng, tìm không được, các nơi đều không tìm được. Yêu khí nhàn nhạt kia phản phất như là đang cố ý kích động tâm thần của y, mỗi lần tự cho là tìm được manh mối, đuổi theo lại chỉ là tốn công vô ích. Nhưng hết lần này tới lần khác, những hình ảnh trong đáy lòng kia không ngừng hiện ra, thảm kịch dương phủ kia, lúc thiên binh đập nát thân ảnh bảo hộ ở trước người mình kia, máu tươi văng khắp nơi. Sau mấy lần tìm không có kết quả, mặt mày dương tiễn nổi lên một tia lệ khí, thấp giọng gầm thét, chân trái đập mạnh, núi hoang dưới chân đổ sụp ầm ầm, đá rắn vỡ nát thành bụi phấn. Trong bụi mù, dương tiễn đứng trong không trung, hai mắt nhắm lại, muốn làm cho tâm thần của chính mình khôi phục lại bình tĩnh, chợt nghe bên tai truyền đến tiếng nói có một chút quen thuộc, dương tiễn, người rốt cuộc cũng không nhịn được lão đạo Tây Phương giáo kia. Dương Tiễn mở hai mắt ra, đã thấy một đạo thân ảnh gần như phai mờ đứng ở trước mặt y, tất nhiên là thần niệm của hư bồ đề biến thành. Cút! Ha ha ha! Thần niệm của hư bồ đề nhẹ nhàng phiêu đảng, quả nhiên là muốn để bần đạo cút sao. Như vậy vì sao, ngươi không dùng thương trong tay đâm bần đạo? Dương Tiễn, ngươi là người thông minh, trong đáy lòng tất nhiên cũng cất ý nghĩ dựa thế mà đi chỉ là bây giờ bần đạo đã không cần hao tổn nhiều tâm trí chỉ cần nói cho ngươi một việc ngươi chắc chắn sẽ phấn đấu quên mình không kịp chờ đợi muốn đi thiên đình cứu vị mẫu thân đáng thương kia của ngươi thiên đình hẳn là đã muốn xóa sạch mẫu thân ngươi hồ ngôn loạn ngữ trong hai mắt dương tiễn bắn ra hai vệt thần quang tại sao ta phải nghe ngươi lừa bịp thật sự là lừa bịp sao tiếng nói của hư bồ đề lao thẳng vào đạo tâm của dương tiễn âm cuối quanh quẩn tại linh đài của dương tiễn ngươi suy nghĩ kỹ một chút mẫu thân ngươi là công chúa thiên đình trên danh nghĩa muội muội của chúa tể tam giới lại chỉ là huynh muội phàm nhân lúc ngọc đế lịch kiếp nàng kết hôn với phàm nhân sinh ra một trai một gái càng châm chọc hơn chính là phàm nhân này vốn đã sớm lập gia đình còn có dòng dõi đây là cái gì sĩ nhục luyện khí sĩ dẻo cực ngọc đế năm đó nhiều vô số kể vô cùng náo nhiệt nếu không phải ngươi bái sư ngọc đỉnh trở thành đệ tử xiển giáo khiến cho thiên đình có kiên kỵ, mẫu thân ngươi có thể sống đến ngày hôm nay. Nhưng hôm nay lại khác biệt, dương tiễn. Dương tiễn siết chặt nắm đấm, cái cổ nổi gân xanh, cái trán lóe ra ánh sáng màu đỏ. Hư bồ đề tiếp tục nói, bây giờ thiên đình đã đắc thế, đại kiếp phong thần chính là vì thiên đình đại hưng, ngươi chỉ là một đệ tử xiển giáo đời thứ ba, đã không được bọn họ để ở trong mắt. Đừng nói là ngươi, cho dù là sư phụ ngươi thì lại như thế nào. Hai ngày này, Bên trong thiên đình đều đang đồn sự tình có liên quan đến mẫu thân ngươi sắp bị chuyển đến phàm trần trấn áp. Nếu như ở bên trong quá trình này xuất hiện một chút ngoài ý muốn, mấy đầu yêu ma đột nhiên tới, một chút thiên binh thiên tướng chết cũng không sao, nhưng nếu mẫu thân ngươi mất mạng ở trong loạn quân, Ngọc Đế cùng với Thái Bạch Kim Tinh kia lại giả mù sa mưa rơi mấy giọt nước mắt, kiếm chút thanh danh. Ông. Trường thương trong tay Dương Tiễn không có dấu hiệu nào đâm về phía trước, thần niệm của hư bồ đề bị xoắn nát trong khoảnh khắc hư bồ đề chỉ là để lại một tiếng khẽ than thở lại không có cách nào nhiều lời thần niệm triệt để tiêu tán dương tiễn đứng ở trong trời đêm mây đen che trăng ảm đạm không sao ngực đang không ngừng chập trùng y đang không ngừng áp chế đạo tâm tây phương giáo rõ ràng không có hảo ý chính mình nhất định phải cân nhắc lập trường của đạo thừa xiển giáo và sư phụ không thể khiến cho sư phụ khó xử không thể chậm rãi thở ra một hơi dương tiễn thu hồi trường thương quay người liền muốn đi về hướng thành trấn an trí đôi huynh muội kia nhưng y vừa đi ra hai bước tại không trung thân hình bỗng nhiên quay người quỳ sát xuống đối với bầu trời đêm đột nhiên dập đầu ba lần sư phụ đệ tử bất tài còn xin sư phụ thu xếp cốt hai đứa trẻ kia nói xong dương tiễn vương người đứng dậy lòng bàn tay phun trào huyết mang thân hình hóa thành một con diều hâu phá mây bắn về phương hướng ngũ bộ châu ở phương hướng dương tiễn vừa mới quỳ sát Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhíu mày đứng chắp tay, không nhịn được nhẹ nhàng thở dài. Lão sư. Dương Thiền tràn đầy lo lắng hỏi, ca của ta. Ngọc Đỉnh lạnh nhạt nói, không cần sợ hãi. Nói xong, Ngọc Đỉnh lướt qua ống tay áo, mang theo Dương Thiền rời khỏi nơi này. Hai đứa trẻ kia tự nhiên sẽ có người của Bạch Trạch tiến đến thu xếp. Thôn dân trong thôn làng kia, cũng trở về thôn làng sau mấy ngày. Mẫu thân. Thiên đình, trong khi bay nhanh, trong đáy lòng dương tiễn cuồn cuộn mấy chữ này. Gió nổi mây phun bên trong đạo tâm, vốn muốn cực lực áp chế, để cho chính mình giữ vững tỉnh táo, nhưng những hình ảnh còn thuở nhỏ kia lại như lũ quét, đập nát đê đập y kiến tạo nhiều năm. Y tu bác cửu huyền công, mặc dù tốc độ ngự không không chậm, nhưng chung quy vẫn có hạn. Đường đi đến ngũ bộ châu hiện tại quá mức xa xôi. Tỉnh táo, chính mình lúc này nhất định phải giữ vững tỉnh táo, dựa vào thực lực của hắn lúc này, vẫn như cũ không có cách nào rung chuyển những đại năng đại thần thông giả kia, y nhất định phải nghĩ biện pháp sử dụng hết thảy những gì chính mình có thể điều động, đi thương lượng cùng với thiên đình. Nhưng y có thể điều động cái gì? Không có sư phụ bảo vệ, chỉ có một thanh trường thương, một thân chiến giáp, lẻ loi một mình mà thôi. Dần dần, trong đáy lòng dương tiễn nổi lên tâm tình tuyệt vọng, nhưng những tuyệt vọng này hóa thành phẫn nộ trong nháy mắt, hóa thành động lực vọt tới trước. Bảy ngày sau, y thấy được ngũ bộ châu thiên địa tắm rửa ở bên trong quan mang thái dương tinh trong đáy lòng chỉ còn một cái ý niệm xông vào đi thiên đình dù cho nỗ lực hết thảy cũng phải cứu mẫu thân ra khỏi ngọn núi kia ở phía đông đông hải tại chân trời góc biển một vệt lưu quan màu máu xuyên qua nơi đây cực nhanh bắn nhanh về hướng không trung nhưng lưu quan này mới vừa bay bất quá mấy ngàn dặm trong không trung xuất hiện một tầng hàng rào trong suốt cứng rắn ngăn lưu quan này lại liền nghe một tiếng đổ vang, thân hình Dương Tiễn lập tức rút lui về phía sau, ánh mắt vẫn trong suốt như cũ, bản thân coi như tỉnh táo. Y nhìn về bầu trời xanh thẳm phía trước, từng ánh sáng bị Y đâm ra vết rách, cùng với từng dãy thiên binh giáp bạc chậm rãi hiện thân ở phía sau tường ánh sáng. Cạm bẫy Dương Tiễn co rụt trong mắt lại, đột nhiên ý thức được, thiên binh xuất hiện ở chỗ này ngăn cản Y chỉ là minh chứng cho lời nói của lão đạo Tây Phương Giáo kia mà thôi thiên đình có thái bạch kim tinh tính toán không bỏ sót cân bằng thiên địa chính mình chỉ sợ đã sớm bị thái bạch kim tinh để mắt tới sự tình mẫu thân bị xóa bỏ cũng không phải là hư giả chúng thiên binh thu hồi binh khí trong tay vách tường ánh sáng kia tiêu tán một vị thiên tướng giáp vàng cất bước tiến lên cất cao giọng nói người đến có phải là đệ tử xiển giáo dương tiễn không sai dương tiễn lạnh lùng nói một câu thiên tướng giáp vàng nói chúng ta phụng lệnh thái bạch tinh quân ngăn cản ngươi tại đây tinh quân có lời bảo ngươi đừng có phạm sai lầm trân quý tiền đồ sau này dương tiễn lãnh đạm nói nếu hôm nay ta nhất định phải phạm sai lầm lại như thế nào thiên tướng giáp vàng kia mặt không biểu tình giơ cao bảo kiếm trong tay đạo đạo ánh vàng lấp lánh chỉ thấy không gian trên không đông hải xuất hiện từng tầng từng tầng làn sóng một dãy lại một dãy thiên binh thiên tướng xuất hiện ở chỗ này phần lớn là tráng háng cầm tấm thuẫn trong tay hoặc là nữ tiên binh cầm cung tiễn trong tay không đúng bọn chúng cũng không phải là sinh linh mà là thần thông đạo binh dương tiễn lập tức phân biệt được thân phận những thân ảnh này những thiên binh thiên tướng vừa mới ngăn y kia cấp tốc lui lại đạo binh đầy trời đã là vây chật phương viên mấy chục dặm như nêm cuối những đạo binh này vẫn là tổ hợp thành chiến trận vững vàng khóa chặt dương tiễn mà ở bên trong những đạo binh này có từng sinh linh khí tức cường hoành giống như đạo binh nhưng lại cho Dương Tiễn cảm giác áp bách nhàn nhạt. Y lại không có một chút phát giác nào, liền đã rơi vào mai phục như vậy. Thiên tướng giáp kia tránh ở ngoài ngàn dặm, tiếng nói bay tới một lần nữa, vi phạm lệnh tinh quân, sinh tử tất nhiên là khó định, Dương Tiễn, ngày hôm nay lại cho ngươi cơ hội rút đi một lần nữa. Trả lại mẫu thân cho ta. Dương Tiễn thấp giọng nói một câu, lại lộ vẻ mặt hung tàn, nắm chặt trường thương, ánh mắt xuyên thấu ngàn dặm, làm cho thiên tướng giáp vàng kia vô thức lui lại nửa bước trả lại mẫu thân cho ta thiên tướng giáp vàng gầm lên giận dữ khởi trận từng cột sáng sáng lên ở trên không đông hải hóa thành thiên địa lồng giam dương tiễn đã biết ngày hôm nay không có đường lui nữa hai mắt như muốn phun lửa thân hình liền muốn phóng lên tận trời hãy khoan lại nghe một tiếng quát nhẹ dương tiễn dừng động tác đạo binh các phương bị các thiên binh nơi xa điều khiển cũng đồng thời dừng lại động tác Dương Tiễn khẽ nhíu mày, lộ vẻ mặt không tin, quay đầu nhìn về phía sau. Nơi đó, một vị thanh niên đạo sĩ khuôn mặt thanh tú, thân mặt trường bào, xách theo một cây trường thương chậm rãi đi tới. Càng Nguyên Sơn, môn hạ thái ất, Linh Châu Tử. Trong mắt Dương Tiễn mang theo vài phần ngạc nhiên, thấp giọng hỏi, sư huynh, ngươi muốn ngăn trở ta. Ừm. Linh Châu Tử ngậm miệng, nắm chặt trường thương, dường như không muốn nói thêm nửa chữ. Dương Tiễn cũng không khỏi rơi vào trầm mặt, nhìn chăm chú thân hình của Linh Châu Tử, mấy lần nắm chặt thân thương tam tim lưỡng nhận thương, lại mấy lần buông thương ra. Vì sao? Tiếng nói của Dương Tiễn thoáng có một chút phát trung. Linh Châu Tử nói, Phụng Sư Mệnh. Ngày hôm nay ta làm việc, không có liên quan gì cùng với siễn giáo. Ngươi vốn là đệ tử siễn giáo, làm sao lại không liên quan? Dương Tiễn nhắm hai mắt lại, thở nhẹ một hơi, cũng không khàng giọng hô chính mình có chỗ khó xử, cũng không nói ra tín niệm của mình. Nắm chặt trường thương, hai mắt lại không có bất cứ chút do dự nào, chỉ còn kiên định. Chiến Phần, hỏa tiêm thương trong tay Linh Châu tử giấy lên hỏa diễm trắng xanh, thân hình vọt thẳng lên, gần như trong nháy mắt liền bạo phát ra tốc độ cực nhanh của bản thân. Dương Tiễn lập tức na di sang bên cạnh, hiểm lại càng hiểm gặp thoáng qua cùng với trường thương của Linh Châu tử, lại là chủ động nhường một chiêu. Sau đó, Dương Tiễn lưu lại một đạo tàn ảnh tại chỗ, thân hình bá một tiếng biến bất không thấy gì nữa, lúc lại xuất hiện đã ở trước mặt Linh Châu Tử Mười Trượng, như đại bàng xà xuống từ trên trời, dơ thương đập mạnh. Quanh người Linh Châu Tử bị ánh lửa bao trùm, thân hình nhanh như quỷ mị, hoàn toàn không tránh, va chạm chính diện cùng với Dương Tiễn. Đạo binh ở xung quanh cùng nhau la lên, đại trận lồng giam càng trở nên kiên cố. Kịch chiến chỉ chốc lát, thân hình linh châu tử bay ngược ra phạm vi đại trận sắc mặt trắng bệch hai mắt nhắm nghiền đầu vai mang theo một lỗ máu bả vai bị đập lõm không địch lại bị loại nhưng sau đó những đạo binh kia không có cố kỵ nào nữa mấy trăm vị cao thủ trốn ở trong đó cùng nhau tiến lên bao quanh vây khốn dương tiễn giam cầm thập phương chiến dương tiễn giơ thương xông vào bên trong đạo binh tiếng nổ bồng bồng liên tiếp không ngừng từng đạo binh bị đập thành một phấn màu xám nhưng số lượng liên tục không ngừng, không có một chút đoạn tuyệt nào. Mà những cao thủ đặc thù trộn lẫn bên trong đạo binh, cũng làm cho Dương Tiễn không ngừng bị ngăn trở, không có cách nào thật sự trùng sát qua lại. Thiên đình, ở chỗ đông thiên môn. Trận trận tiếng trống vang dội mấy vạn dặm, từng đội từng đội thiên binh vọt tới, bố trí phòng tuyến đạo binh ở bên ngoài thiên môn. Trong thái bạch điện, Lý Trường Thọ lộ ra mấy phần mỉm cười, lắc lắc phất trần, cùng nhau cưỡi mây ra ngoài với mấy đạo thân ảnh sau lưng lý trường thọ đang nghe chuyện trên TV audio cv nói long cát ngươi trước đi đến phía trước đông thiên môn chờ nếu dương tiễn có thể vọt tới trước mặt ngươi cứ nói theo những gì vi sư căn dặn là được vâng long cát ôm quyền hành lễ sách theo bảo kiếm thi triển thần thông vội vã chạy tới đông thiên môn ở sau lưng lý trường thọ ngao ất kim bằng hùng linh lị lẳng lặng mà đứng trừ bên trên khuôn mặt nhỏ của hùng linh lị tràn đầy khẩn trương cố gắng biểu hiện ra bộ dáng dữ dằn ngao ức cùng với kim bằng đều là trấn định tự nhiên bọn họ tuân theo lệnh là được dương tiễn rơi vào khổ chiến y suy nghĩ thật lâu suy tư thật lâu ở trên đường đi cuối cùng hạ quyết tâm liền biết ngày hôm nay không khỏi có một phen khổ chiến phần thắng của chính mình rất nhỏ y không tin vào kỳ tích gì cũng không tin cái gọi là khí vận tin tưởng duy nhất là trường thương trong tay muốn một đường đánh tới bên người mẫu thân nhưng dương tiễn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình chỉ là đối mặt với đạo binh thiên đình lại liền chật vật như thế đại trận một mực áp chế y đạo binh hung hãn không sợ chết một cổ tiên lực đánh thẳng vào huyền thể của y nhất là những cao thủ am hiểu bí pháp hợp kích ở bên trong đạo binh kia đã chế tạo cho y không ít phiền phức thậm chí còn lưu lại không ít thương thế bên trên huyền thể của y Bác cử huyền công thiện phòng ngự nhất, nhục thân giống như Linh Bảo, luyện khí sĩ cùng cảnh giới nếu như không có trọng bảo, cơ hồ không có khả năng công phá. Bởi vậy có thể thấy được, quy lực hợp kích của đối phương thực sự không kém. Bóng người, bóng người, đều là bóng người. Đạo binh liên tục không ngừng, giết mãi không hết, nhưng khí huyết, khí lực của chính mình lại đang bị đạo binh không ngừng hao tổn. Chủ tu nhục thân rất khó dựa vào đang dựa khôi phục khí lực, trong đáy lòng Dương Tiễn không ngừng tính toán, không ngừng vọt tới phía trước, mang theo bóng người đầy trời, mang theo tro bụi đầy trời đạo binh nổ ra, từng bước một tới gần Đông Thiên môn. Rốt cuộc, không biết qua bao lâu, trước mặt Dương Tiễn bỗng nhiên sáng lên. Đạo binh lui. Dương Tiễn đã hơi choáng, lập tức lao về phía trước mấy trăm trượng, nhưng rất nhanh liền bị tường ánh sáng ngăn cản, lại là một nhóm lớn đạo binh chen chúc tới. Giết hết một nhóm, còn có một nhóm. Đêm và ngày luân phiên liên tiếp. Đại chiến mười mấy ngày đêm, kinh động cao thủ tứ phương, nhưng không có ai có thể tới gần mấy vạn dặm phương viên bên trong đông thiên môn thiên đình. Một số lớn cao thủ long tộc ẩn núp dưới đông hải, cũng phát tán uy áp trên người về phía bốn phương tám hướng. Ở bên trong đại chiến liên miên, thân hình dương tiễn từ đầu đến cuối chưa bao giờ gục ngã. Chiếc áo choàng không dính máu, nhưng đã bị hư hại khắp nơi. Trường thương không thấy vết nứt, lòng bàn tay lại khẽ rung tiến lên từng chút một, lần lượt vung thương, dương tiễn cuối cùng cũng đi đến phía trước đông thiên môn, khoảng cách với đại môn bạch ngọc bất quá chỉ khoảng ngàn trượng. Sau lưng, là 39 tầng phòng tuyến đạo binh bị y đột phá, hơn 60 tòa đại trận bị y tự tay đập nát. Bóng người phía trước không còn, tiếng lòng căng cứng của dương tiễn chỉ là hơi buông lỏng nửa phần, thân hình liền đột nhiên lão đảo. Y chống trường thương cố gắng kiên trì, không có rơi xuống dưới không trung, nhưng dưới chân không vững, hai chân dần dần uống lượng, dần dần mất đi khí lực. Cực hạn Đây chính là cực hạn của chính mình. Trong đáy lòng Dương Tiễn than nhẹ, nhưng ánh mắt, đạo tâm không có một chút dao động nào. Y chống trường thương, hít vào một hơi, thân hình muốn đứng lên một lần nữa, lại chỉ là miễn cưỡng công lưng. Dương Tiễn Một tiếng hô hoáng vội vàng truyền đến từ phía trước, tiên thức đã gần khô kiệt của Dương Tiễn nhìn thấy, Long Cát đã từng có duyên gặp mặt một lần đang cưỡi mây bay đến đây, trong tay sách theo bảo kiếm. Nàng, cũng là tới ngăn cản chính mình sao? Phía sau có một số lớn đạo binh muốn vây kính, Long Cát lập tức mở miệng quát nhẹ, tất cả lui ra. Từng nhóm đạo binh giống như là tượng gỗ, đứng yên bất động trên đường mây. Dương Tiễn cười khổ trong đáy lòng, chính mình chung quy là dính líu đến người khác. Long Cát tiến về phía trước muốn nâng, Dương Tiễn lại đưa tay ngăn cản y ghé vào không trung thở hổn hển tìm kiếm khí lực còn thừa ở bên trong cơ thể của chính mình dương tiễn ngươi tội gì phải thế đứng ở bên ngoài ba trường long các trung giọng hô hào rất nhiều chuyện ngươi chưa từng thấy chưa từng nghe không hiểu nội tình trong đó chỉ là bị người lợi dụng lợi dụng dương tiễn nhắm hai mắt lại chậm rãi mở ra cái trán lóe ra ánh sáng màu đỏ nhạt thân hình từ công lưng biến thành quỳ sát tay phải gắt gao nắm lấy tam tim lưỡng nhận thương tiếng nói trong miệng từ suy yếu đến dần dần hữu lực trong chuyện này trên đời này sinh linh nhỏ yếu và cường đại đều sẽ bị một cỗ lực lượng điều khiển thiên đạo thiên đình hay là cái gọi là số mệnh mệnh đồ sinh linh vốn là có rất nhiều cực khổ có một ít người sinh ra liền phải đối mặt với địa ngục tàn khốc nhưng bọn hắn không thể không tiến lên bị cỗ lực lượng kia đẩy tiến lên ta chính là như vậy dương tiễn long cát lại muốn tiến về phía trước nâng lên thân hình dương tiễn lung la lung lay lại vẫn như cũ muốn đứng vững nhưng nàng dừng bước chân lại vô thức đứng ở ngoài mấy trượng dương tiễn chống tam tim lưỡng nhận thương huyền thể nguyên bản đã khô kiệt nảy sinh ra từng tia từng tia lực lượng lực lượng sinh linh bản nguyên y từ nằm sấp biến thành không lưng lại từ từ đứng thẳng biên độ hai tay run rẩy càng trở nên yếu ớt tiếng nói khàn khàn nhưng vẫn ăn khớp dương tiễn nói của lực lượng này có lẽ là hận, có lẽ là tưởng niệm đối với mẫu thân, là tự trách ngày càng thâm hậu trong đáy lòng, là cái gọi là tính kế đại giáo tranh chấp, là đại kiếp bên trong thiên địa. bọn chúng phản phất như thời khắc đều đang nói cho ta nhanh đi cứu mẫu thân của ngươi, nhanh đi cứu mẫu thân của ngươi, lại hoàn toàn xem nhẹ tâm niệm của ta. bọn họ chỉ là xem ta như một quân cờ, đẩy về phía trước, đẩy về phía sau ngăn trở, không ngừng điều khiển. đây chính là hồng hoang hồng hoang đã sớm không có sinh cơ. Long Cát không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể nhìn chăm chú vào thân ảnh trước mắt này, nhìn y ưỡng thẳng lòng ngực, một lần nữa từng bước một tiếng về phía trước. Phía trước, Đông Thiên Môn đã lọt trong tầm mắt, nhưng có từng mảng lớn mây xám cuốn tới. Dương Tiễn cắn chặt hàm răng, một cổ nguyên lực gạt ra từ trên người, đau khổ trong đó không khác cạo xương lột tủy. Nhưng sắc mặt y như thường, hừ cũng đều không hừ, chỉ để ý tiếng lên, chỉ để ý gầm nhẹ tiếng nói càng trở nên hữu lực lời nói càng trở nên gấp rút toàn thân tuôn ra trận trận sóng gió mây mù dưới chân ngưng thực một lần nữa phía trước có thể sẽ là núi đao biển lửa sẽ là địa ngục của dương tiễn ta có thể sẽ có đại chiến liên miên ta sẽ hao tổn hết tất cả lực lượng có khả năng ta dùng hết hết thảy chỉ là bước vào một cái địa ngục nhưng ngày hôm nay ngày hôm nay dù con đường phía trước không thấy ánh sáng, dù ta phải chết ở trước ngọn núi trấn áp mẫu thân kia, để những người tính kế sau lưng kia thành công. Trong hai mắt Dương Tiễn tràn đầy ánh sáng, cái trán phản phất như xuất hiện một khe hở dựng thẳng, trong đó tuôn ra đạo đạo huyết quang, chiếu rọi khuôn mặt anh tuấn lại tái nhợt của y, đúng là lạnh lùng như thế. Đạo tâm của Long cắt rung rẩy, nắm chặt bảo kiếm trong tay. Dương Tiễn cầm ngược trường thương ở sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn về phía trước nhìn về phía từng mảng mây xám lớn tuôn ra từ trong đông thiên môn thân hình đã vượt qua long cát trong miệng dường như đang nói đối với long cát lại giống là đang hò hét đối với thiên đình phía trước đi đến nơi này là quyết định của chính ta đường là ta chọn thiên đình là ta muốn xong địa ngục là ta muốn vào lực lượng đẩy ta tiến về phía trước chỉ có thể là lựa chọn do chính ta làm ra ai cũng đều không thể xen vào ta nhị lan dương gia dương tiễn ngày hôm nay đi đến nơi đây, muốn đón mẫu thân của ta, vì phụ thân ta chết thảm, tìm thiên đình đòi một cái công đạo. Người nào muốn ngăn ta, đều là địch của ta. Tiếng nói rơi, kinh lôi nổ vang trong không trung. Bốn phương tám hướng truyền đến thanh âm nổi trống, từng đóa từng đóa mây bay đến, bên trên ba tầng, bên trong ba tầng, bên dưới ba tầng. Đến không hết bao nhiêu thiên binh thiên tướng hiện ra tâm hơi ở trên mây, đạo đạo ánh mắt, tiên thức khóa chặt ở trên người dương tiễn dương tiễn không nói một lời ánh đỏ trên trán thối lui khắc cầu lực lượng hô hoáng lực lượng nghiền ép lực lượng ở bên trong huyền thể cùng với nguyên thần ầm ầm đó là thanh âm chúng thiên binh nổi trống dị tượng các nơi xuất hiện dương tiễn yên lặng lấy ra đồ vật phụ thân để lại duy nhất đó là một sợi dây thư sinh bị y quấn trên đỉnh đầu đúng lúc này ở ngay bên trong tiếng sấm đầy trời một đạo ánh vàng xẹt qua chân trời một cổ uy áp đến từ bên trên mang theo trận trận sóng gió, thổi áo bào tổn hại của Dương Tiễn phất phới phía sau. Ánh vàng ngưng tụ ra, lão đạo tóc trắng áo trắng kia hiển lộ thân ảnh, bưng phất trần, xếp bằng ở trên mây, trụ nửa mí mắt xuống, ánh mắt chuyển xuống. Dương Tiễn, ngươi có biết tội của ngươi không? Đây chính là Thái Bạch Kim Tinh. Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn chăm chú đạo thân ảnh giống như đã từng quen biết trên không trung này, hít thở hỗn hển bắt đầu chậm dần, ánh mắt khôi phục không minh một lần nữa, đạo tâm quy về yên tĩnh, không có gợn sóng như trước đây. Ta, tội gì? Ánh vàng cùng với lão giả trên mây chậm rãi nói, có ý đồ tự tiện xông vào thiên đình, hủy đậu đạo binh của chúng tiên thiên đình, xuất khẩu cùng ngôn muốn cướp tội tiên thiên đình, đây là tội. Tội tiên. Đạo tâm mới vừa bình phục của dương tiễn khẽ rung, nhưng đối mặt với lão thần tiên trên mây này, lại không muốn để cho chính mình có nửa điểm bối rối, lạnh lùng nói, không phải toàn bộ công tội đều do các ngươi quyết định, thiên địa quy tắc đều do một lời nói của các ngươi. Đây chính là thiên đình. Lý Trường Thọ nói, thiên đạo đặt cách, thủ hộ quy tắc, đây chính là thiên đình. Như vậy mẫu thân của ta làm hỏng quy tắc nào? Phụ thân ta lại làm hỏng quy của thiên đình gì? Vân hoa tiên tử thân có tiên tịch thiên đình, không trải qua sự cho phép của thông minh điện liền tự mình hạ phàm, tất nhiên là trái với thiên quy. Chỉ là tự mình hạ phàm liền bị trấn áp dưới tiên sơn Cha mẹ ta tình đầu ý hợp liền bị đánh giết Trong hai mắt dương tiễn phun trào quan mang Định tiếng nói Đây rốt cuộc là hình phạt do thiên đình cân nhắc Hay là hình phạt do thái bạch kim tinh ngươi Cùng với ngọc đế ngồi cao trong lăng tiêu bảo điện cân nhắc Đây rốt cuộc là thủ hộ quy tắc thiên đạo định ra Hay là dựa vào thiên đạo cùng với quyền chức của các ngươi Tùy ý làm bậy Chỉ vì da mặt tự thân Thông minh trong đáy lòng lý trường thọ hài lòng cười cười nhưng bề ngoài lại bất động thanh sắc trong mắt toát ra mấy phần lãnh ý tổng đạo diễn đích thân ra sân tất nhiên là làm mẫu cho các diễn viên hồng hoang còn non nớt khác chỉ là một ánh mắt lý trường thọ đã thể hiện một nhân vật phản diện bị đâm trúng uy hiếp từ hơi thẹn biến thành giận dữ sống động đến mức chính hắn cũng gần như tin vào điều đó dương tiễn ngươi có biết chỉ bằng vào mấy câu vừa rồi của ngươi ngày hôm nay đã là có thể định ngươi tội chết Dương Tiễn im lặng không nói gì, nhẫn nhịn không tiến hành trào phúng, không đi chửi rủa. Như vậy chỉ có thể thoải mái nhất thời, lại không thể thoát khỏi khốn cảnh trước mắt, càng không có cách nào cứu mẫu thân ra. Thái Bạch Kim Tinh vừa hiện thân, Dương Tiễn liền cảm thấy một cổ cảm giác áp bách khó nói lên lời, phản phất như chính mình đang đối mặt với toàn bộ thiên khung. Cảm giác áp bách này đến từ thực lực của bản thân Thái Bạch Kim Tinh, cũng đến từ thần quyền của Thái Bạch Kim Tinh càng đến từ trật tự bên trong hồng hoang tam giới thiên địa mà thái bạch kim tinh đại biểu cơ hồ khiến y thở không nổi vào giờ phút này trong đáy lòng dương tiễn xẹt qua rất nhiều tiếng mắng muốn thốt ra đè ép vẫn cùng giận của chính mình để cho chính mình không trở nên cùng nộ thả mẫu thân ta ra lý trường thọ cẩn thận phân tích tính cách dương tiễn biểu lộ ra lúc này lạnh nhạt nói ngươi đang sinh tha đúng dương tiễn ngửa đầu nhìn chăm chú vào thân ảnh lý trường thọ Ta đang xin tha, hãy để ta thay mẫu thân chịu nỗi khổ trấn áp, ta mặc cho các ngươi xử trí." Lý Trường Thọ khẽ nhíu mày. Hắn chẳng những không có cảm thấy Dương Tiễn trọng tình nghĩa như vậy là đạt thêm điểm, ngược lại là cảm thấy hành vi Dương Tiễn dùng chính mình trao đổi con tin như vậy, thoáng có một chút giảm điểm. Mặc dù nếu đổi chỗ cho nhau, nếu chính mình đứng ở vị trí của Dương Tiễn, đối mặt với thiên đình lúc này, ngoại trừ liều mạng, cũng không thể làm được gì. Nhưng ngoại trừ lựa chọn này, rõ ràng là còn có những lựa chọn khác. Những dự thế trước đó thì sao? Bắt chuẩn vào điểm Thiên Đình hiện tại không muốn để cho các phương thế lực lớn đánh nhau này, coi như không cần bối cảnh đệ tử xiển giáo của chính mình, cũng có thể làm ầm ĩ, mượn đề tài, chụp cái mũ lớn, lấy công mưu tư cho Thiên Đình, lấy dao động tính dự Thiên Đình làm điều kiện. Quy hiếp Thiên Đình để cho chính mình đi nhìn mẫu thân một chút, sau đó phá núi cứu mẹ. Đợi ván đã đóng thuyền lại thông qua tranh thủ lòng đồng tình của tiên thần Thiên Đình, chuyển đổi mâu thuẫn thành đại quyền trong tay, một lời sinh tử giữa Ngọc Đế và tiên thần bình thường, biến mẫu thân của chính mình thành kẻ yếu bị Ngọc Đế hãm hại. Từ đó để cho chính mình đứng ở thế bất bại. Như vậy mới đạt được điểm tối đa. Dương Tiễn vào giờ phút này, lại lựa chọn nhẫn nại, áp chế xuống cơn phẫn nộ vừa rồi, cũng không dựa thế mà đi, chỉ là dùng thân phận nhi tử tới cứu mẫu thân mà thôi tính cách của mỗi cá nhân đều là khác biệt cũng không thể yêu cầu dương tiễn giống như chính mình dương tiễn xem như chính mình đã thất bại ở nơi này nhưng khách quan mà nói dương tiễn cũng đã vượt qua bài kiểm tra một cách hợp lệ đối với một thanh niên đạo sĩ hăng hái như y khó vứt bỏ nhất cũng không phải là tính mạng mà là ngạo ý trong đáy lòng vì cứu mẹ y xác thực đã làm được vị trí quyền thần thiên đình mỗi một thời kỳ cũng đều có người khác nhau tới ngồi lúc thiên đình lập nghiệp là lúc hắn tới cân bằng thế lực khắp nơi, đến lúc kế thừa thiên đình, người kế nhiệm có nhiều thêm một chút tinh thần trách nhiệm, ít cân bằng một chút, cũng không tệ. Không giống như hắn, hiện tại ngày ngày nhớ đến đường rút lui, chuẩn bị xóa tài khoản và chuồng đi sau đại kiếp phong thần. Thấy Thái Bạch Kim Tinh vẫn luôn đang trầm mặt, Dương Tiễn tự dễu cười một tiếng, định mở miệng. Lý Trường Thọ chậm rãi nói, nếu như thế, ta cho ngươi một cơ hội, các bộ binh tướng lui ra hơn 10 vị thiên tướng xung quanh cùng kêu lên đồng ý, mây xám đầy trời tán đi, từng vị từng vị binh tướng lui xa, bầu trời trong sáng không mây một lần nữa. Dương Tiễn chấp động ánh mắt, nhìn chằm chằm lão thần tiên trên mây. Lý Trường Thọ nói, Dương Tiễn, ngày hôm nay tạm không đề cập tới sự tình phụ thân ngươi, nếu muốn cứu mẫu thân ngươi, cần ngươi trả giá thật lớn. Trả giá như thế nào? Hiệu mệnh cho thiên đình, làm chiến tướng thiên đình. Dương Tiễn ngẩn ra, trong mắt suýt nữa tuôn ra hỏa khí. Bắt y bán mạng vì cừu nhân giết cha. Thái Bạch Kim Tinh, danh xưng giết người tru tâm, y đã thật sự lĩnh giáo. Xông vào, giết vào, máu phun ra năm bước, hồn nát ba thước. Hỏa khí dương tiễn thật vất vả mới đè xuống vào giờ phút này dân trào một lần nữa, nâng thương liền muốn vọt tới phía trước, cặp mắt kia của Lý Trường Thọ đột nhiên mở ra, trong mắt lóe lên thần quang, tay trái hạ xuống đối với dương tiễn. Ở chỗ này, tất nhiên là hóa thân lý trường thọ dương tiễn thấy thế giới thương đâm lên trên vận chuyển bát cửu huyền công toàn thân lấp lánh ánh vàng sáng ngời ánh đỏ trên cái trán lại xuất hiện thân hình giống như chiến thần chiến ba thân hình dương tiễn vừa mới bay lên lại bị chụp trở về trên mây không tốn chút sức nào lý trường thọ ấn tay trái xuống giống như không có lực đạo gì nhưng khi dương tiễn xông vào trên đường mây bị hắn phong ấn không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng từng vòng từng vòng sóng xung kích nhộn nhạo giữa thiên địa. Không ít tiên thần thiên đình thấy cảnh này, tâm thần lập tức nhảy một cái. Hóa thân ngọc đế thuyên động nấp trong bóng tối, nhìn hiện trường, vào giờ phút này cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngọc đỉnh chân nhân lắc đầu, suýt nửa cười ra tiếng, dương thiền ở bên người ngọc đỉnh suýt nửa bật khóc. Mà tiểu tiên tử nào đó vào giờ phút này vụng trộn chạy vào trong thái bạch điện, đang ngồi ở bên trong ghế bành của sư huynh, nhìn một màn hiện ra trên gương đồng này, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Sư huynh mạnh mẽ như vậy từ bao giờ? Trước đó nàng thế nhưng là vụng trộm thấy được, vị dương tiễn sư điệp này một đường liều chết, giao đấu với hơn 10 vạn đạo binh, làm cho hải vực đông hải nào đó cũng đều suýt nửa thành sữa đậu nành, khục, không phải. Dù sao, thực lực của dương tiễn đã là có một chút ngoài dự liệu, nhưng không nghĩ tới, vào giờ phút này lại dễ dàng bị sư huynh khuất phục như thế. Nhớ tới đây, Linh Nga cũng không có gì vui vẻ, Ngược lại là đưa tay che cái trán, trong đáy lòng phiền muộn một hồi. Chênh lệch cùng với sư huynh càng lớn, liền đại biểu sư huynh cách Vân Tiêu tỷ tỷ càng gần. Nếu không, kế hoạch tu hành trăm năm của Dương Tiễn, cũng để sư huynh làm cho chính mình một phần. Chuyện này vẫn là thôi đi, sư huynh gần đây càng ngày càng bận rộn, nàng thành thành thật thật tu hành, bình ổn vượt qua Kim Tiên kiếp, không có việc gì đánh đàn, bóp vai cho sư huynh, bị sư huynh phạt sao chết kinh văn là được rồi không thấy sao tiểu sư thúc biểu đạt tâm ý đối với sư huynh trước hết nhất vào giờ phút này đã bị xung quân biên cương không thấy sao hữu độc sư tỷ vẫn luôn có một chút ước mơ đối với sư huynh mấy năm mới dám tới thái bạch điện đi dạo một vòng nàng có thể mỗi ngày bồi tiếp sư huynh chơi trốn tìm cùng với bản thể sư huynh đã là tương đối khá khẩm hừ hừ vân tiêu tỷ tỷ không phải cũng mấy chục năm mới gặp một lần sau trong đáy lòng mang theo những ý nghĩ phức tạp này lông mi thật dài của linh nga kia chớp chớp nhìn thấy dương tiễn chậm rãi bò dậy trên mây tiện tay lấy ra một đĩa trái cây khô miệng nhỏ bắt đầu nhấm nháp ở phía trước đông thiên môn dương tiễn đứng lên trong mắt mang theo hoảng sợ ngẩng đầu nhìn chăm chú vào thái bạch kim tinh trên mây y sở dĩ kinh hãi là bởi vì một trưởng vừa mới chụp chính mình kia bác cử huyền công bác cử huyền công đại thành chính mình vừa rồi là bị áp chế tuyệt đối ở trên lực đạo những cảm ngộ mà sư phụ cho ta là do ngươi viết ra. Lý Trường Thọ cũng không trả lời, chỉ là nói, quy thuận thiên đình, ta sẽ cho ngươi cơ hội đi cứu mẫu thân ngươi một lần nữa. Cái trán của Dương Tiễn lóng lánh ánh sáng đỏ, dùng ánh mắt đe dọa nhìn Lý Trường Thọ. Là ngươi. Người ở sau lưng đẩy ta đi kia, là ngươi. Chớ nói nhảm. Dương Tiễn lập tức ngậm miệng, thần quan trong mắt càng trở nên phức tạp, y nhìn Lý Trường Thọ chầm chằm rất nhiều chỗ không hiểu trong đáy lòng đột nhiên trở nên rõ ràng. Sau lưng cách đó không xa, Long Các công chúa cưỡi mây đi đến, ở chỗ xa xa, Linh Châu tử che lại vai trái tới gần một lần nữa. Dương Tiễn thấp giọng nói, đánh với ta một trận. Ồ! Lý Trường Thọ lập tức nổi lên chút hào hứng. Dương Tiễn tiến lên phía trước một bước, đánh với ta một trận, nếu ta thua, mặc cho ngươi xử trí, thân này thuộc về thiên đình. Nếu ngươi thua, thả mẫu thân ta, Thiên đình phát hịch văn trả sự trong sạch cho cha mẹ, đi đến trước mộ phụ thân ta dân hương nhận lỗi. Dương tiễn ngươi thật là lớn gan. Sau lưng lý trường thọ đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, thân ảnh ngao ất cấp tốc đánh tới, chỉ vào dương tiễn quát mắng, không biết tốt xấu, tự cao tự đại, còn mưu toan động thủ cùng với tinh quân. Ngươi thật sự cho rằng, nếu ngươi không phải cháu trai của Ngọc Đế Bệ Hạ, tinh quân sẽ tha thứ cho ngươi đến trình độ như vậy. Tinh quân đại nhân, hãy để ta chiến một trận với dương tiễn lý trường thọ lộ ra một chút cười khẽ lạnh nhạt nói ngao ất đừng vội lui ra sau vâng ngao ất cúi đầu lĩnh mệnh lộ vẻ mặt không cam lòng lại quay đầu trừng mắt nhìn dương tiễn lúc này mới quay người rút đi kỹ năng diễn xuất tuyệt vời như vậy không hổ danh phó giáo chủ ổn giáo trên đường mây dương tiễn cho mày lý trường thọ nói ngươi đã muốn dùng một trận chiến định tương lai ta đáp ứng thì đã có sao. Dương Tiễn, ngày hôm nay bản tin quân đặt cách cho ngươi tiến vào Đông Thiên Môn. Trong khi nói, Lý Trường Thọ nâng tay phải lên, điểm điểm tinh quang xuất hiện trước mặt, ngưng tụ thành một tòa tiên sơn bên cạnh giao trì. Hắn đưa tay, tiên sơn chậm rãi tiến về phía trước, đảo mắt liền xuyên qua tầng tầng mây mù, giống như rơi xuống lưỡng trọng thiên. Lý Trường Thọ nói, ngày hôm nay, ta sẽ đặt tiên sơn trấn áp mẫu thân ngươi ở tầng trời thứ sáu. Sau khi vào Đông Thiên Môn, tiến đến tầng trời thứ sáu, ta sẽ an bài ba vị võ tướng thiên đình bình thường giao thủ với ngươi, không yêu cầu ngươi phải thắng cả ba trận, vô luận ngươi dùng âm mưu, quỷ mưu, hay là thủ đoạn khác. Chỉ cần ngươi có thể đi đến phía trước ngọn tiên sơn kia, coi như ngươi thắng, cho ngươi cơ hội cứu mẫu thân ngươi, thấy thế nào? Trong mắt Dương Tiễn xẹt qua một chút mất mát, định tiếng nói, nếu ta thua bất kỳ ai, sẽ mặc cho ngươi xử lý thân hình lý trường thọ chậm rãi lui lại hóa thành một tia gió nhẹ biến mất không thấy gì nữa phía trước đông thiên môn đã là mở rộng ba thanh thần kiếm không thấy tăm hơi thủ vệ binh tướng không có tung tích chỉ có đường mây trống rỗng giống như thiên môn giả dương tiễn hít một hơi thật sâu nhanh chóng bước vào bên trong phía sau lòng các công chúa mặt mang thần sắc lo lắng linh châu tử cũng cưỡi mây đi theo sắc mặt thoáng có một chút phiền muộn Linh Châu tử vừa rồi kỳ thật cũng không phải là diễn kịch, mà là thật sự tận lực. Mặc dù đồng dạng có đại khí vận, nhưng Linh Châu tử rõ ràng bị công pháp, cơ duyên, tinh huyết bản nguyên tổ vu của Dương Tiễn áp chế, mười mấy hiệp liền thua trận. Thật sự khó chịu. Những năm này, thời gian chơi cùng với Thỏ Ngọc nhiều lắm, Kim Tiên Kiếp dù sao cũng kém một tia. Ở phía trước, Dương Tiễn xông vào Đông Thiên Môn không lâu, dưới chân liền không khỏi dừng lại chỉ vì ở phía trước có một bóng người nhỏ bé ló ra nhìn người này tóc tết hai đuôi ngựa thân mang giáp tơ bạc tay chân lèo khèo giống như không có mấy phần khí lực nhưng hai thanh đại đồng chùi y nàng sách theo lại tản ra hung uy khiếp người chính là hùng linh lị nàng nuốt xuống miếng thịt khô khốc ngậm bên miệng mở miệng quát nhẹ tiểu tướng trước điện thái bạch điện xin chỉ giáo dương tiễn không dám kinh thường chấp tay lẫn nhau cùng với hùng linh lị cảm nhận được khí tức tương tự cùng với mình lại là bác cửu huyền công quả nhiên những chỗ tốt mình đạt được kia đủ loại trải qua trong những năm này sau lưng đều có cái bóng của thái bạch kim tinh vì sao cháu trai ngọc đế dương tiễn xua đuổi tạp niệm lạnh nhạt nói mời hùng linh lị thở ra một hơi dường như cũng có một chút khẩn trương nàng đột nhiên kêu nhẹ một tiếng hở sao ngọc đỉnh chân nhân ngài lại đến đây Dương Tiễn không khỏi ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía sau, lại nghe kình phong ở phía trước đánh tới, vô thức tránh sang bên cạnh đồng thời dơ trường thương lên. Trường thương va chạm cùng với đồng chù y, thân ảnh của Dương Tiễn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hùng Linh Lị đắc ý nhíu nhíu mày, hắc hắc, tinh quân nói có thể dùng âm mưu quỷ kế nha. Nói xong sách theo đồng chù y nhảy lên một cái, nhanh chóng truy đuổi dồn sức đánh. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, xoay người đánh giết, lại là không lưu thủ, trường thương gào thét như rồng. Dương tiễn vận toàn lực, hùng linh lị rất nhanh liền chống đỡ không được, đành phải hét lớn một tiếng, thân hình đột nhiên tăng vọt, đảo mắt hóa thành cự nhân cao lớn mấy ngàn trượng, hai thanh đồng chùa y tăng trưởng theo trấn áp không gian, để dương tiễn vào tuyệt cảnh một lần nữa. Trước đây được Thái Bạch Điện cho phép, Điện Trang đang âm thầm truyền hình trực tiếp, thấy thế không khỏi suy tư một hồi. Nữ tướng quân này thật lợi hại. Nguyên lý chiến giáp trên người nàng là gì? trong thái bạch điện khóe miệng linh nga có một chút run rẩy đột nhiên phát hiện ra chính mình trở thành vướng víu của tiểu quỳnh phong mà ở phía trước ngọn tiên sơn bị chuyển đến tầng trời thứ sáu trước thời hạn kia vừa rồi lý trường thọ đẩy tiên sơn bất quá chỉ là đơn thuần đùa nghịch tạo nên hình tượng cao nhân lý trường thọ cùng với thuyên động nấp trong bóng tối nhìn vân kính thuật trước mặt từng người tán thưởng thuyên động nói ái khanh phí tâm đào tạo mảnh tướng như vậy cho ta lý trường thọ chỉ là cấp cho thiên đình sử dụng, đây chính là đội trưởng đội bảo vệ tiểu Quỳnh Phong. Đối mặt với hùng linh lị trạng thái như vậy, Dương Tiễn lúc này chưa tu hành pháp tướng thiên địa, cũng không phải là không có biện pháp. Y thi triển biến hóa pháp, thân hình hóa thành diều hâu, tiến hành du đấu ở bên người hùng linh lị, sau khi kịch chiến nửa canh giờ, tìm đúng nhược điểm của hùng linh lị, phát động mảnh kích đối với gót chân của nàng, đánh cho hùng linh lị ngã xuống đất. Hùng linh lị không khỏi hai mắt đẫm lệ, khôi phục hình thái thường nhân, ngồi dưới đất ôm chân ngửa đầu khóc trống, có ai lại đánh nhau như ngươi chứ? Ta cũng đều không có dẫm lên chân ngươi. Dương Tiễn hơi có một chút xấu hổ, sau khi ôm quyền liền cúi đầu bay đi. Bỗng dưng nghe được phía trước có âm thanh vang lên, ngao ức cầm kiếm hiện thân, quanh người vờn quanh hình bóng thanh long. Dương Tiễn cùng với ngao ức hai mắt nhìn nhau, sau đó không nói nhiều, hai thân ảnh vù vù biến mất không thấy gì nữa hai vị kim tiên triển khai một trận đỏ sức giữa vu tộc chiến kỷ cùng với long tộc chiến kỷ. Một trận chiến này, đánh đến mức thiên hôn địa ám, mây mù băng tán. Ngao ớt bại nửa chiêu, dương tiễn một lần nữa quá quan, đến trước mặt người thủ quan cuối cùng. Phượng tộc, con của Thủy Phượng, kim sĩ đại bằng. Không có đuổi theo sao? Ở phía trước tòa tiên sơn lẻ loi trơ trọi kia, dương tiễn toàn thân đẫm máu, sách theo trường thương té ngã trên đường mây toàn thân trên dưới y tràn đầy vết trào kinh khủng, bác cử huyền công lần đầu tiên hoàn toàn thất thủ. Mới vừa động thủ, Dương Tiễn liền phát hiện ra, địch nhân này viễn siêu sự tưởng tượng của y, tuyệt đối không phải đối phủ có thực lực tiếp cận mình như phía trước. Kim bằng Thực lực vượt xa y lúc này, không thuộc về cùng một cấp bậc. Đối phương lúc bắt đầu còn dùng một thanh trường thương mang theo đạo vận hủy diệt, sau khi so hai chiêu với mình, dứt khoát thu trường thương vào, khóe miệng lộ ra ý cười kinh miệt. Trong lúc kịch chiến, dương tiễn cấp tốc tan tác, tiên thức hoàn toàn không bắt giữ được động tác của kim bằng, con đường phía trước đều là tuyệt vọng. Loại tốc độ cực nhanh này, nếu bác cử huyền công của chính mình đại thành, có lẽ còn có thể chính diện chiến một trận. Nhưng lúc này vẫn như cũ kém quá xa. Nhưng ngay vào lúc dương tiễn muốn vô lực từ bỏ, thấy được tiên sơn trước mắt, y liền liều lĩnh vọt tới hướng tiên sơn, mặc cho kim bằng không ngừng đánh giết, dùng hết thể lực đạo vọt tới phía trước thôi phát bác cửu huyền công đến cực hạn. Đoạn đường phía trước, coi như bác cửu huyền công đỏ sức cùng với móng vuốt kim bằng. Đoạn đường phía sau, dường như là hai cổ ý chí đang va chạm, so ai tan tác trước một lần nữa. Nhưng Dương Tiễn biết, chính mình chung quy là thua. Đối phương cũng không muốn giết y, nếu không chỉ cần dùng mấy trảo liền có thể xé nát đạo thể của y. Vì cái gì? Nếu không phải ngươi là cháu trai Ngọc Đế. Lại, lại là thân thế chính mình vẫn luôn đang né tránh, là thân thế cho chính mình hết thảy, lại không có cách nào phản kháng. Bởi vì chính mình là cháu trai Ngọc Đế, có đại khí vận, bao gồm cả thân phận đệ tử đạo môn, thiên đình đang bồi dưỡng mình, sư phụ cũng phối hợp cùng với thiên đình. Mỗi lần đi ra ngoài lịch luyện, mỗi lần đều an bài không chê vào đâu được, ngọc phù của sư phụ đóng vai trò chỉ dẫn. Thậm chí, thanh trường thương trong tay chính mình này, tiểu quyển hóa thành ngọc bội trong lòng ngực kia tinh huyết bản nguyên tổ vu không hiểu sao tìm được ở bên ngoài kia. Hết thảy, đều là thiên đình cho. Bây giờ chính mình ngỗ nghịch ý của thiên đình. Dương Tiễn đột nhiên bắt đầu hoài nghi, nhất cử nhất động của chính mình ngày hôm nay cũng đều đã được tính toán và sắp xếp xong xuôi. Tuyệt vọng nhất, không phải là bản thân gặp khó khăn và đối mặt với cái chết. Tuyệt vọng nhất, là mỗi một hơi thở của chính mình, đều nằm trong khống chế sự của vị Thái Bạch Kim Tinh kia. Cũng bởi vì, y là cháu trai ngọc đế. Mà thôi. Hai chân dương tiễn mềm nhũng, té ngã ở trên mây, trăm trượng phía trước chính là góc viền ngọn tiên sơn kia. Kim sĩ đại bằng đã sớm không biết tâm hơi, nơi xa xuất hiện rất nhiều cái bóng tiên thần, vào giờ phút này đều đang chăm chú nhìn vào thân ảnh dương tiễn. Liền ngã như vậy sao? Chưa. Thân thể dương tiễn rung rẩy, chậm chạp lại kiên định bò lên, vết thương trên người đã kết thành vảy máu, bác cửu huyền công đang tận lực duy trì cổ thân thể này không sụp đổ. Y nhìn ngọn tiên sơn trước mặt này, hít sâu một hơi, dùng khí lực sau cùng cầm tam tim lưỡng nhận thương dũng mãnh lao tới, một bước vọt tới phía trước, giơ cao trường thương, lập tức liền muốn bổ ngọn tiên sơn này ra. Tiễn nhi Một tiếng khẽ gọi mang theo tiếng khóc nức nở, làm cho thân hình dương tiễn không khỏi dừng lại. Y nghe tiếng nhìn lại, phía trước tiên sơn chẳng biết lúc nào xuất hiện một tòa động phủ, đạo thân ảnh yếu đuối kia liền đứng tại kia trong mắt hiện ra lệ quang thân hình bị một bức tường ánh sáng ngăn trở mẫu thân đôi môi tái nhợt của dương tiễn rung động không dám tin la lên trường thương trong tay lập tức rơi xuống nhẹ nhõm đập tan bức tường ánh sáng kia thân hình của y đánh tới cửa động nhưng lại rơi vào trong một đám sương mù từng màn quang ảnh xuất hiện ở trước mắt nhanh chóng xẹt qua nhanh chóng trôi qua thắt sâu vào trong đáy lòng y ở bên trên lăng tiêu bảo điện Thái Bạch Kim Tinh khuôn mặt lạnh lùng cất bước đi tới, bẩm báo sự tình có quan hệ đến Vân Hoa Tiên Tử hạ phàm đối với Ngọc Đế ngồi trên cao, Ngọc Đế hạ lệnh, mang Vân Hoa Tiên Tử trở về thiên đình hỏi tội. Hình ảnh thay đổi, bên trong dương phủ, Vân Hoa Tiên Tử ngoan ngoãn rời đi, nhưng hai vị thiên binh đột nhiên gây khó khăn, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đạo thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện ở trước mặt Vân Hoa Tiên Tử và hai đứa bé kia, ngăn cản thế công của đối phương. Vẫn là Thái Bạch Kim Tinh, chỉ bất quá bị đập nát ở đó chính là hai cổ người giấy hình ảnh thay đổi một lần nữa bên trên lăng tiêu bảo điện thái bạch kim tinh lạnh giọng chờ lệnh trấn áp vân hoa tiên tử tại giao trì thiên đình sau đó thái bạch kim tinh quay người nhìn về phía một lão tiên ông lãnh đạm nói thật quá phận sư thúc tiên ông kia cười lạnh một tiếng không có dấu hiệu nào hóa thành một bãi nước đen ngọc đế ngồi trên cao kia lập tức giận dữ mà xen lẫn ở bên trong những hình ảnh này còn có một vài bức hình ảnh dường như không có chút quan hệ nào. Thân ảnh lén lén lúc lúc tiến vào trong nhân duyên điện. Tiên ông truyền tin cho các vị tiên thần khác trong tiệc rượu về sự tình muội muội ngọc hoàng hạ sinh con trai dưới phàm trần. Bên trong tiên điện tráng lệ, bóng lưng mẫu thân ngồi trước bàn trang điểm, bên cạnh lại có một đoàn khí đen. Tính kế, đánh cờ, lấy hay bỏ. Hình ảnh trong mắt dương tiễn đột nhiên dừng lại, như ngừng lại trong một ngọn núi có một chút tịch liêu, Vân hoa tiên tử khuôn mặt đờ đẫn đứng, đứng ở phía dưới một gốc ngọc thụ, giống như đã mất đi hồn phách. Sư thúc, sư thúc, sư thúc. Dương tiễn nắm chặt song quyền, mây mù trước mắt tiêu tán, lại hiển lộ ra khuôn mặt xuất hiện vô số lần trong mộng kia. Tiễn nhi. Vân hoa tiên tử bước nhanh nhào tới, cơ hồ đâm sầm vào dương tiễn, dùng sức ôm lấy dương tiễn, rót từng tia từng tia tiên lực vào huyền thể trống rỗng của dương tiễn. Đứa nhỏ ngốc, ngươi tội gì phải thế, Nương không có việc gì, nương vẫn luôn không có việc gì. Dương Tiễn há hốc mồm, lại nói không ra lời, khóe mắt có một giọt nước mắt trượt xuống, song quyền nắm chặt buông ra, vô lực thả ở bên cạnh người. Một lát sau, nương, nương buông hài nghi ra trước. Dương Tiễn thấp giọng nói, bên trong tiếng nói đè nén mấy phần lửa giận. Vân hoa tiên tử vô thức buông ra thanh niên đã vô cùng xa lạ trước mặt này, lập tức nghĩ đến điều gì, cầu khẩn nói, tiễn nhi ngươi đừng có làm chuyện điên rồ, bên trong thiên địa này có quá nhiều tính kế. Dương tiễn ngậm miệng, im lặng, cúi đầu ở trước mặt vân hoa tiên tử, sau đó đứng dậy, nhìn về phía các nơi. Thái Bạch Tinh Quân, ngươi an bài ta tới nơi đây, ta đã đến rồi. Ngươi an bài ta tu thành bác cửu huyền công, ta đã tu. Ta hiện tại liền đứng ở nơi đây, ngươi đến cùng muốn để ta làm cái gì? Trong mây bay tới một tiếng khẽ than thở, tiếng nói của Lý Trường Thọ vang lên, hai đạo lưu quang vàng đỏ bay tới và rơi xuống trước mặt Dương Tiễn. Con đường tu hành của ngươi trước đây đều nằm trong khống chế của ta, chỉ là phụng lệnh ngọc đế bệ hạ, hộ tống người, cũng không có mưu đồ gì đối với ngươi. Thân thế chính là thân thế, không cần phải trách nó. Con đường sau này của ngươi, do chính ngươi chọn. Bên trái là cửu chuyển kim đang chữa trị thương thế, bù đắp hao tổn của ngươi ngày hôm nay, về sau làm chiến tướng thiên đình, đừng có hỏi lại chuyện lúc trước, Tính kế trong thời gian này không phải là ngươi có thể suy nghĩ. Phía bên phải là tinh huyết bản nguyên tổ vu đế giang, ngươi. Có thể làm sự tình ngươi muốn làm, nhưng thiên đình không có cách nào giúp ngươi. Dương Tiễn không có một chút do dự nào, đưa tay bắt lấy giọt tinh huyết đỏ tươi kia, nhét vào trong miệng, toàn thân bắn ra một ngọn lửa màu máu, huyết khí phóng lên tận trời. Y nhìn về phía phương tây, cầm thương liền muốn tiến lên, lại dẫm chân xuống ngửa đầu nhìn về phía phương hướng đang dược và giọt máu bay tới kia. Đa tạ. Tiếng nói của Dương Tiễn rung động, nhanh chóng cúi đầu, khắp huyền thể phun trào huyết quang, trên khuôn mặt nhiều thêm từng đạo huyết văn. Linh Sơn. Tây Phương Giáo. Trước đó, Dương Tiễn một đường quá quan trảm tướng, thiên đình một đường đổ nước vẫy nước. Dương Tiễn nhận hết đau khổ, cuối cùng đến phía trước tiên sơn trấn áp mẫu thân chính mình. Nghe một tiếng khẽ gọi của mẫu thân, đạo tâm của Dương Tiễn gần như bị hòa tan, muốn tiến về phía trước, lại xâm nhập vào bên trong tòa ảo cảnh chờ đợi nhiều năm kia, biết được chân tướng năm đó. Lý Trường Thọ cuối cùng đã sử dụng tất cả những phục bút mà hắn đã chôn xuống năm đó. Nhìn Dương Tiễn bên trong huyễn trận, tâm tình của Lý Trường Thọ thoáng có một chút nhộn nhạo, nghĩ đến chuyện bao nhiêu năm sau, một tên gia hỏa khác muốn gây sự tại thiên đình, không biết cảnh ngộ có thể giống như Dương Tiễn hay không hầu tử cùng với ngọc đế cũng không có quan hệ thân thích gì a à, lý trường thọ nháy mắt mấy cái đột nhiên nghĩ đến câu danh ngôn hết thảy đều có khả năng hồng hoang nha khó mà nói chật khó mà nói Cũng định tâm cảnh lý trường thọ khe khẽ thở dài nhìn dương tiễn và vân hoa tiên tử đoàn tụ lại nghe được bên cạnh truyền đến tiếng thở dài tràn đầy cảm khái vị trí tôn ngồi ghế người xem nào đó vành mắt có một chút phím hồng lý trường thọ vốn định thuận mồm nói một câu bệ hạ cũng là người có cá tính nhưng lời đến khóe miệng vẫn là nuốt trở vào vẫn nên ít tân bốc đi bệ hạ này cũng đã sắp bay ra khỏi chính tầng trời dựa vào biểu hiện của ngọc đế bệ hạ trong mấy chục năm này lý trường thọ liền muốn an bài một chút đau khổ cho ngọc đế bệ hạ phòng ngừa ngọc đế quá mức ỷ lại đối với chính mình từ đó khiến cho chính mình sau này không có cách nào thoát thân thái bạch trường canh đau khổ sư kim bài hồng hoang thiên đạo dùng cũng đều nói tốt. Lý Trường Thọ tưởng tượng chính mình khi trẻ tuổi, sơ tâm muốn tới thiên đình phát triển, vốn là muốn trốn tránh đại kiếp phong thần, làm tiểu văn lại bên trong thiên đình. Kết quả là đột nhiên trở thành nhị thiên đế trong miệng bạch trạch. Đợi Dương Tiễn bình phục lại từ trong sự kích động gặp lại mẫu thân, trong đáy lòng bốc cháy lên hận ý nồng đậm, có một cổ hỏa khí thành phần phức tạp, không có cách nào phát tiết. Lý Trường Thọ hơi do dự, lấy ra một giọt tinh huyết bản nguyên tổ vu đế giang cùng với khỏa cửu chuyển kim đang chính mình chuẩn bị trước kia cùng nhau đưa đến trước mặt dương tiễn vì không ảnh hưởng đến con đường trưởng thành của dương tiễn sau này ngày hôm nay nhất định phải làm đạo tâm của dương tiễn thông thuận ở bên trong chính giọt tinh huyết bản nguyên tổ vu hậu thổ nương nương tặng cho năm đó tinh huyết của hậu thổ nương nương là bình hòa nhất hiệu lực bắt nguồn xa dòng chảy dài thiên về gia tăng năng lực khôi phục của huyền thể đồng dạng Tinh huyết bản nguyên cộng công thiên về gia tăng cường độ huyền thể, đối lập với tinh huyết hậu thổ, khó mà dung hợp. Mà tinh huyết bản nguyên đế gian liền lợi hại, Lý Trường Thọ trước đây mang theo tâm thái thử một lần, nếm thử dùng một giọt, kết quả đạo thể suýt nửa biến dị. Hồng Hoang cũng không có cách nói, người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật, người nghèo dựa vào biến dị. Đạo thể tiên thiên là đạo thể tiếp cận đại đạo nhất, nhân tộc là sinh linh hậu thiên nữ hoa nương nương tạo ra từ đạo thể tiên thiên, cũng là sinh linh thích hợp tu đạo nhất. Đại đạo của Lý Trường Thọ chưa viên mãn, nếu đạo thể xuất hiện dị biến, liền xem như dị biến nhục thân mạnh lên, cũng là hại lớn hơn lợi. Cho nên, lúc ấy hắn run rẩy cân bằng của lực lượng kia một chút, lấy ra ngoài luyện chế thành đan dược rồi mới ăn, sau đó chậm chạp tiêu hóa hơn 10 năm. Dương Tiễn cũng không có bản lĩnh như vậy, vào giờ phút này đang trải qua đạo thể dị biến, lại vẫn có thể bảo trì thanh tĩnh, một đường sốt ruột tiến về phía Tây Thiên Môn phản ứng phẫn nộ của dương tiễn lúc này cũng là nằm bên trong dự đoán của lý trường thọ không có quá nhiều chệch hướng sai lệch nhỏ là ở chỗ lý trường thọ vốn cho rằng bằng vào lực khắc chế của dương tiễn thật ra là có thể nhịn được mà thôi năm đó sư phụ vẫn lạc chính mình không phải cũng không nhịn được từ góc độ hồng hoang mà xét dương tiễn lúc này vẫn là một người trẻ tuổi không đủ lão luyện ở dưới loại áp lực không gián đoạn như ngày hôm nay không kiềm chế được nỗi lòng là rất bình thường. Chỉ là, từng Lý Trường Thọ nhìn thân ảnh Dương Tiễn bay đi, trong đáy lòng cảm khái không thôi. Thật đúng là một đứa trẻ thành thật. Rõ ràng là cửu chuyển kim đang cùng với tinh huyết tổ vu đế gian này, y đều muốn tất cả, một cái dùng để khôi phục đạo thể hao tổn, một cái dùng để tăng cường thực lực bản thân. Mặc dù tinh huyết đế gian cũng có thể khôi phục chiến lực huyền thể, nhưng quá trình hết sức thống khổ, hiệu lực tương đối mãnh liệt trường canh. Thuyên động lập tức nói, chúng ta vì sao còn không đi theo sau. Dương tiễn đây là muốn đi tìm Tây Phương Giáo gây phiền phức. Lý trường thọ cười nói, bệ hạ yên tâm, Dương tiễn có tầng thân thế cháu trai của bệ hạ này, tất nhiên là sẽ không bị hao tổn. Trong khi nói, bên trong tay áo của Lý trường thọ bay ra một tia khói xanh, biến mất tại chân trời trong nháy mắt. Đây là bản thể của tiểu thần. Lý trường thọ truyền âm giải thích, trước đây vì trấn trụ dương tiễn tiểu thần cố ý lấy hóa thân hiện thân còn bản thể thì giấu ở bên trong tay áo tay trái một chưởng vỗ xuống nhẹ nhõm chụp dương tiễn kia hóa thân lại là khó có thể làm được thuyên động lập tức lộ vẻ mặt giật mình sau đó lại nhíu mày nhìn lý trường thọ đánh giá trên dưới mấy lần cuối cùng lắc đầu cảm khái ta lại không thể phân biệt được ngươi đây là hóa thân hay là bản thể thần thông cắt giấy thành người ái khanh thuộc về người thứ nhất lý trường thọ mỉm cười lắc đầu nhìn chăm chú vào chân trời bệ hạ tiểu thần đi trông coi dương tiễn thuyên động hỏi hành sự theo kế hoạch ái khanh hiến trước đây tất cả đều tùy thuộc vào bệ hạ ha 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 ngươi thật là thuyên động đưa tay đánh một quyền vào đầu vai lý trường thọ lúc không có người ít dùng giọng điệu như vậy trong lăng tiêu bảo điện ngọc đế áo trắng vẫn luôn nhắm mắt mở hai mắt ra chúng tiên thần thiên đình phía dưới lập tức giữ vững tinh thần. Đông Một Công ở đâu? Phía dưới, Đông Một Công chấn động tinh thần, lập tức tiến về phía trước. Lão thần ở đây. Điểm lên 10 vạn thiên binh, chuẩn bị tốt ý chỉ ta mệnh ngươi làm trước đây, đuổi theo đệ tử xiển giáo dương tiễn. Ngọc Đế nói, đi không nên quá muộn, cũng không cần quá nhanh, rõ chưa? Một công đã sớm được Lý Trường Thọ căng dặn, vào giờ phút này cúi đầu trả lời, tuân lệnh bệ hạ nói xong bỗng nhiên quay người, trong mắt tràn đầy thoải mái, mang theo tám vị thiên tướng ở lân cận cửa điện, đi ra khỏi lăng tiêu bảo điện, tiến về hướng thông minh điện. Mười vạn thiên binh, đã sớm bày trận bên ngoài Tây Thiên Môn. Bản thể thi động pháp theo sát ở phía sau dương tiễn, trong đáy lòng không khỏi nhớ lại quá khứ, lý trường thọ thổn thức không thôi. Cộng lại trước sau, dùng đại khái trăm năm thời gian đi mưu đồ việc này, đợt công việc kết thúc sau cùng này, không chỉ là thử thách đối với dương tiễn, cũng là thử thách về những sắp đặt khác nhau của hắn bắt đầu từ thảm kịch dương phủ một trận tính kế có quan hệ đến dương tiễn liền triển khai như vậy lý trường thọ đã liên tục phân tích kể từ đó một loạt các diễn biến và tất cả các biến số có thể xuất hiện tiếp theo hắn cần dương tiễn nhanh chóng quật khởi làm cho dương tiễn vào trước khi đại kiếp phong thần diễn ra liền vào danh sách thiên đình sử dụng đại kiếp phong thần như một sân khấu để dương tiễn thể hiện bản thân xây dựng danh tiếng cho dương tiễn làm cho dương tiễn có thực lực đối cứng với đại năng thế hệ trước trở thành trụ cột thiên đình sau khi chính mình về hưu vừa mới rồi dương tiễn rơi vào huyễn cảnh ở bên trong quá trình mắt thấy toàn bộ chuyện năm đó trong đáy lòng lý trường thọ cũng lật ra một quyển sách đó là kịch bản hắn viết ra ở trong đó có thánh nhân tính kế cũng có chiều hướng phát triển một số buộc phải hoạt động và cũng có một loạt các phần mở rộng vượt ra ngoài kịch bản chuẩn đề ra tay sáng lập thảm cục dương phủ có ý đồ chôn xuống hạt giống đối lập giữa thiên đình cùng với xiển giáo lý trường thọ mặc dù sớm có cảnh giác lại không có cách nào ngăn cản thánh nhân tính kế những việc này chỉ có thể kịp thời bù đắp vào sau khi thánh nhân ra tay sau đó bức tử phù nguyên tiên ông làm cho chuẩn đề kinh sợ thối lui lại quay về lan truyền sự tình vân hoa tiên tử mang tiếng xấu trở thành chấp niệm tu hành của dương tiễn một đường đẩy dương tiễn đi đến ngày hôm nay trong thời gian này lại trải qua các loại sự kiện không trực tiếp liên quan cùng với dương tiễn tây phương giáo dần dần rơi vào yếu thế uy danh thiên đình nhân giáo tăng mạnh xiển giáo tiệc giáo đau khổ đối mặt với đại kiếp trên dưới lo lắng bất an lúc này thương bộ lạc đã chiếm cứ gần phân nửa nam Thiện bộ châu sắp bước vào giai đoạn chính thiên hạ chung trăm nước triều bái khí vận nhân hoàng đã tiếp cận viên mãn canh người cải cách thương bộ lạc người sáng lập thương quốc đã đang trên đường quay ngựa đầu thai Đợi Thương Quốc thành lập, thánh nhân liền có thể bắt được một phần bối cảnh đại kiếp, khi đó lại sẽ dẫn động mấy vị thánh nhân bắt đầu hoạt động. Nguyên thủy Thiên Tôn Nhị Sư Bá cùng với Tây Phương Giáo sẽ tiếp tục liên thủ hay không? Thậm chí là trước tiên liền liên thủ làm khó dễ đối với Tiệt Giáo. Chuyện này đã trở thành vấn đề lý trường thọ lo lắng nhất. Nhưng ngày hôm nay, ít nhất có thể trì hoãn tình huống như vậy xảy ra khoảng trăm năm từ kết quả thảm kịch dương phủ mà nói hóa thân lý trường thọ ngăn trở thiên binh làm khó dễ từ đó cứu vân hoa tiên tử dương tiễn dương thiền rất rõ ràng lý trường thọ cũng trở thành một phần trong sự sắp đặt của thiên đạo đối với dương tiễn đặt bản thân vào trong ván cờ nhỏ này kể từ đó mà trước khi lý trường thọ vào cuộc kỳ thật đã nghĩ đến điểm này nhưng bởi vì chính mình không có thực lực kiềm chế thánh nhân chính diện chỉ có thể thuận thế vào cuộc mượn thế thiên đạo áp chế uy năng thánh nhân lý trường thọ đã nhận định trước chủ động nhập cuộc tận dụng tình thế để dàn xếp dương tiễn trải qua thảm kịch trong nhà bái sư ngọc đỉnh nhanh chóng tu hành bị bồ đề mê hoặc chuẩn đề thánh nhân tính kế vân hoa tiên tử vốn là muốn đánh giết một nhà vân hoa tiên tử hoặc là chỉ giữ lại tính mạng của dương tiễn nhưng phía sau bởi vì lý trường thọ kịp thời can thiệp lại nhìn thấu thân phận của phù nguyên dương tiễn bái nhập môn hạ ngọc đỉnh chân nhân ngược lại là đã mất đi khống chế đối với dương tiễn Lý Trường Thọ lại bởi vì liên quan cùng với Ngọc đỉnh chân nhân trước đó, cùng với thân phận đệ tử nhân giáo, tiếp tục âm thầm bồi dưỡng Dương Tiễn. Cho đến hôm nay, chuyện xưa phát triển đến một bước này, Lý Trường Thọ đã coi như hoàn thành viên mãn sự tình chính mình nên làm, bồi dưỡng Dương Tiễn thành mãnh tướng, cũng hóa giải địch ý của Dương Tiễn đối với Thiên Đình, chuyển sự bất mãn lên trên người phương Tây. Lý Trường Thọ đã nhảy ra khỏi ván cờ mà hắn cố tình nhập cuộc năm đó nhưng sự phẫn nộ của dương tiễn đã vượt qua suy nghĩ của lý trường thọ ngay cả vân hoa tiên tử hiện thân cũng đều không thể dội tắt lửa giận của dương tiễn chuyện này khiến cho lý trường thọ không thể không mở ra kế hoạch dự bị kịp thời chuyển biến ý nghĩ cho dương tiễn tinh huyết bản nguyên đế giang vốn nên làm khen thưởng kế tiếp sau một lúc dương tiễn nuốt tinh huyết bản nguyên đế giang trực tiếp từ biệt mẫu thân thoạt nhìn không có gì đáng ngại xông về phía tây muốn đi linh sơn báo thù cho phụ thân chính mình lý trường thọ nhanh chóng đi theo sau nhảy lên vị trí của người đánh cờ trong ván cờ nhỏ này tự nhiên đây cũng là mượn thế thiên đình bản thân hắn so với cảnh giới người đánh cờ còn kém rất nhiều dương tiễn bay qua tiên sơn khắp nơi bay qua đạo đạo trận địa thiên binh thân hình giống như một khỏa sao chổi màu đỏ thẫm luôn có một loại cảm giác quen thuộc ma khí cuồn cuộn làm cho không ít tiên tử hoa dung thất sắc rất nhiều thiên binh sắc mặt trắng bệch Mãi cho đến khi Dương Tiễn bay ra khỏi Tây Thiên môn, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng gáy dài, Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một đạo ánh vàng hiện lên bên trên đỉnh đầu. Tới ngăn trở ta sao? Trong mắt Dương Tiễn mang theo ba phần tức giận, ba phần bi thương, nhưng đạo ánh vàng cực nhanh kia bay qua bên cạnh, dường như chỉ là đi ngang qua, nhưng phía trước Dương Tiễn lại xuất hiện một phiến mây mù màu xanh nhạt. Một cổ mùi thuốc đập vào mặt, Dương Tiễn cũng không do dự, thân hình đụng vào trong đó lúc lại bay ra khỏi đám mây thuốc này thương thế toàn thân dương tiễn gần như khỏi hẳn trong cơ thể bắt đầu phun trào huyền lực bát cửu huyền công linh khí bên trong thiên địa cũng đang cấp tốc dâng trào về phía y lại là thái bạch kim tinh khóe miệng của dương tiễn lộ ra mấy phần cười khổ huyết văn trên khuôn mặt bắt đầu biến mất vết nứt trên trán cũng đã vô cùng rõ ràng linh sơn linh sơn thân hình dương tiễn bỗng nhiên gia tốc Tam tim lưỡng nhận thương trong tay tuôn ra từng tia từng tia ánh đỏ, quấn quanh ở trên cánh tay Dương Tiễn, giống như kích phát lực lượng che giấu, bắt đầu hoàn toàn dung hợp cùng với Dương Tiễn. Lực lượng tinh huyết tổ vu nóng nảy kia ăn mòn nguyên thần và đạo thể của y, nhưng tâm thần cũng không thất thủ, trong khi tức giận vẫn có thể suy nghĩ như cũ. Nhưng vào giờ phút này, Dương Tiễn đã không muốn suy nghĩ. Y không muốn lo trước lo sau, không muốn lo lắng quá nhiều, mặc cho chính mình bị lửa giận thôn phệ. Cho dù là đi đến trước mặt thánh nhân tính kế một nhà chính mình kia, dùng nắm đấm sâu kiến của chính mình, đấm cho đối phương một quyền không có ý nghĩa. Y xuyên mây vượt gió, thẳng tiến không lùi. Không bao lâu, Linh Sơn ánh vàng phấp phới, tường vân đoá đoá kia, đã ở trong tầm mắt của Dương Tiễn. Cầm thương tiến lên, thân này thà chết không khuất. Trong miệng Dương Tiễn bộc phát ra từng tiếng thét dài, mây mù trong phương viên vạn dặm chấn động, linh khí phía trên tây ngưu hạ châu sôi trào. Bên trong thiên địa này, từng đạo ánh mắt tụ đến, từng mặt vân kính khóa chặt nơi đây. Thân hình dương tiễn đánh thẳng tắp về hướng Linh Sơn, xung quanh Linh Sơn lấp lánh ánh vàng, mấy chục đạo thân ảnh bay ra, càng là có mấy đạo thân ảnh bay thẳng về phía dương tiễn. Trọng địa Linh Sơn, đạo trường Thánh Nhân. Người nào dám tới sinh sự? Thánh Nhân. Đạo tâm của dương tiễn phản phất như bị điện quang đánh trúng, trong đáy lòng hiện lên mấy đạo hình ảnh. Đồ nhi, ngươi có biết như thế nào là thánh nhân? Thánh nhân siêu phàm thoát tục, là đỉnh của chúng sinh, càng là cuối cùng của đạo. Không thành thánh cuối cùng chỉ là kiến hôi, dưới thánh nhân đều chỉ là quân cờ. Không hiểu sao? Thánh nhân tính kế mới gọi là tính kế, ta thấy ngươi chính là mới vừa xuống núi, ba ngàn thế giới chúng ta không hiếm người nhìn thấy thánh nhân, nhưng chúng ta tuyệt đối không nên đề cập đến tục danh của thánh nhân. Trong hình ảnh cuối cùng, lại là vị thiên binh kia nhe răng cười, dùng một chưởng vỗ nát phụ nhân phàm nhân của y ở bên trên lăng tiêu bảo điện thiên đế cao cao tại thượng kia ẩn nhẫn lão giả tóc trắng kia lộ vẻ mặt không cam lòng chỉ dám nói một câu thật quá phận sư thúc đây chính là thánh nhân đây chính là thánh nhân như vậy đạo trường thánh nhân lại như thế nào sáu thánh hồng hoang lại như thế nào chết cũng không sợ thì sợ gì thánh dừng bước có lão đạo âm ý hét lớn, thân hình dương tiễn lại không ngừng chút nào, đã là tăng tốc độ lên tới cực hạn, lao tới từ phía trời đông. Một đệ tử Tây phương giáo quát khẻ, đừng có để y quấy nhiễu lão sư Thanh Tu. Mấy người đồng thanh trả lời, cảm giác người vọt tới trước mắt, mặc dù khí thế như hồng, lửa giận ngút trời, nhưng thực lực bản thân dường như không có quá nhiều uy hiếp đối với bọn hắn. Mấy vị lão đạo này lập tức bay nhào lên, từng người tế lên pháp bảo lập tức liền muốn ra tay đối với Dương Tiễn. Đúng lúc này, Tiến quân, ngăn trở địch. Ở phương hướng trái phải đột nhiên xuất hiện hai tiếng hét lớn, 19 đạo sát khí có một chút kinh khủng thình lình hiển lộ, như 19 thanh lợi kiếm để ở phía trước người mấy vị lão đạo này. Mây mù ngoài trăm dặm phá vỡ, 19 thân ảnh kia bỗng nhiên hiện thân, tổ thành tam tài chi trận, lục mang chi trận, những nơi thân ảnh đi qua không gian không có một gợn sóng, đều cầm binh khí lao thẳng tới mấy vị lão đạo này. Mấy vị lão đạo Tây Phương Giáo này rõ ràng có một chút trở tay không kịp, vội vàng thay đổi pháp bảo, nhưng trong chớp mắt, đã bị cuốn vào bên trong đạo đạo tàn ảnh, không có cách nào ra tay ngăn cản Dương Tiễn. Thượng cổ ma binh nhân tộc, ra tay liền hiện lộ sự bất phàm. Thân ảnh Dương Tiễn, không trở ngại chút nào xông qua ở bên người mấy vị lão đạo. Phía trên Linh Sơn, chúng lão đạo cùng nhau kinh hãi lập tức liền có càng nhiều lão đạo xuất thủ, nhưng ở sau lưng Dương Tiễn, ở nơi 19 vị thượng cổ ma binh nhân tộc kia hiện thân, một tiếng gáy vang vọng chân trời, lão đạo áo trắng cao ba trượng ngồi ngay ngắn ở trên lưng kim bằng, xuất hiện ở sau lưng Dương Tiễn. Nhìn lão đạo này, tóc trắng mày trắng, áo bào cũng là màu trắng. Mặt mũi lão đạo hiền lành, khí tức tường hòa, trong tay bưng một cây phất trần, hai mắt nửa mở mang theo tang thương, dường như tương dung cùng với thiên địa, lại dường như cũng không có quá nhiều sức lực. Lý Trường Canh. Thái Bạch Kim Tinh. Không đúng, là hóa thân người giấy Thái Bạch Kim Tinh. Chúng lão đạo Linh Sơn cùng nhau kinh hãi, những người vốn là muốn đứng ra ngăn cản Dương Tiễn, lúc này vô thức ngậm miệng, khuôn mặt cũng mất đi xúc động phẫn nộ. Mà ở trong thời gian bọn hắn chậm trễ này, thân hình Dương Tiễn lao xuống thẳng tắp, ở dưới ánh nhìn chăm chú của những lão đạo này, vọt tới trên không sơn môn Linh Sơn, không có một chút do dự nào giơ thương đập mạnh tiếng oanh minh tiếng nổ tung ở chỗ sơn môn linh sơn sương khói cuồn cuộn tiếng trống giận dữ đau khổ của dương tiễn vang vọng thiên khung ngay ở bên trong sương khói này dương tiễn cũng không nén được lửa giận trong đáy lòng nữa cũng không còn cách nào áp chế lực lượng tinh huyết tổ vu sắc cuồng bạo kia đột nhiên ngẩng đầu hai mắt nhìn hầm hầm không trung cái trán bắn ra một đường mỏng màu đỏ đường mỏng màu đỏ này như đánh xuyên hồng hoang thiên địa lại ở bên trong khoảnh khắc hóa thành cột sáng đỏ máu, bao phủ gần phân nửa linh sơn. Bên trong cột sáng, có tiếng trống của giả thú, có cảnh tượng vô số phàm nhân, già, bệnh, chết, có tiên cảnh trên chín tầng trời, cũng có một hai căn nhà tranh bên hồ hẻo lánh. Bầu trời như được chiếu sáng bởi cột sáng này, ngay tại nơi sâu nhất của bầu trời, màu xanh thẳm bị xóa đi, chỉ còn lại màu đen nhánh. Từng ô lưới bảy màu văng khắp nơi hiện hình, diện tích vượt qua mấy vạn dặm, lực lượng thiên đạo tuôn ra từ trên những đường cong này hóa thành từng chuỗi tụng kinh đây là lý trường thọ ngửa đầu nhìn lên tất cả chúng lão đạo phía trên linh sơn đều ngửa đầu nhìn lên những người có thể nhìn chăm chú nơi đây đều nhìn về những gì hiện ra trên không trung hình dạng của thiên đạo đột nhiên bên trong những ô lưới bảy màu kia lóe ra một đạo thanh quan thanh quan này rơi xuống thẳng tắp từ chính giữa cột sáng lúc bắt đầu còn có thể bắt được tung tích của nó nhưng một cái chớp mắt tiếp theo liền xuyên thấu ngăn trở của ánh đỏ, biến mất tại tận cùng dưới đáy cột sáng. Ánh đỏ hư một tiếng thu hồi. Bên trong thiên địa không ngừng vang vọng tiếng tụng kinh, màu xanh thẳm trên bầu trời xuất hiện một lần nữa, những ô lưới bảy màu kia ẩn ở bên ngoài thiên địa. Các ngươi, tiếng nói băng lãnh, phẫn nộ, lại trong sáng như vậy, đột nhiên vang vọng trong linh sơn. Chúng lão đạo còn chưa lấy lại tinh thần từ bên trong dị tượng vừa rồi, vào giờ phút này tất cả đều nhìn về phía đại môn sụp đổ một lần nữa. Nơi đó, một đạo thân ảnh ngang nhiên mà đứng, thân mang chiến bào tổn hại, tay cầm tam tim lưỡng nhận, toàn thân vết máu chưa khô, khuôn mặt đã không còn trắng nõn. Y gắt gao nhắm chặt hai mắt, trên trán có một khe hở dài một tấc. vào giờ phút này, khe hở kia đột nhiên mở ra, lộ ra một con mắt nằm dọc, lực lượng thiên đạo nồng đậm bắn ra, luân chuyển sinh tử dựng thẳng trong mắt, hiển hóa hình bóng lục đạo luân hồi bàn, đồng tử kia hình như có ngàn vạn rực rỡ lại ngay ngắn trật tự không kém mảy may tiên thần hoảng sợ sinh linh kinh hãi trả mạng lại cho phụ thân của ta trên lưng kim bằng bên trong tay áo hóa thân bản thể của lý trường thọ che giấu thân hình yên lặng sờ tráng của chính mình lại liếc nhìn dương tiễn sát khí đằng đằng kia cũng là âm thầm than nhẹ dường như bởi vì lúc đó chính mình ổn một chút không muốn phá hư đạo thể tiên thiên bỏ qua một chút đồ tốt ngược lại cũng không thể nghĩ như vậy thứ nhất thiên đạo rất không có khả năng để cho chính mình có thiên nhãn nhìn thấu hết thảy mọi việc thiên nhãn và thiên mắt cũng là có khác biệt giống như thánh nhân có phân chia mạnh yếu nếu như cân bằng đại đạo của hắn lại phối hợp thêm với thiên nhãn có thể nhìn thấy thiên đạo bản chất như dương tiễn chỉ sợ theo tới sau đó chính là một trận thiên phạt hủy diệt đạo tổ lão gia trực tiếp hiện thân cười ha hả nói một câu nhìn sai rồi nhìn sai rồi kẻ này đúng là vực ngoại thiên ma thứ hai ở bên trong phiến hồng hoang thiên địa này chỗ tốt sinh linh lấy được đều đã bị thiên đạo âm thầm đánh dấu đồ tốt thiên nhãn đạt được này đã là lập thành liên hệ trực tiếp cùng với thiên đạo sau này dương tiễn nhất định là bán mạng làm công sẽ vì thiên đạo trở thành chiến thần đời sau bên trong thiên đình từng liệu có thể thay đổi hình tượng bên ngoài của văn thần thiên đình hay không liền xem hôm nay dương tiễn có thể đập linh sơn thành dạng gì lý trường thọ bài trừ tạp niệm toàn tâm ứng đối quan sát nhất cử nhất động của chúng lão đạo bên trên linh sơn kim bằng đã lơ lửng ở bên trong trời cao bay đến phía trước linh sơn ngày hôm nay hắn tới làm chỗ dựa của dương tiễn nói đúng ra là hắn lúc này đại biểu cho thiên đình tới làm chỗ dựa của dương tiễn lý trường thọ vì sao nhất định phải dùng đạo nhân giấy đến đây kỳ thật cũng là cất một chút tâm tư tự vệ cho đối phương một loại ảo giác hắn bất quá chỉ là người giấy đánh cũng không có tác dụng. Dương Tiễn mở thiên nhãn, nhắm hai mắt, vốn có nâng thương tiến về phía trước. Chúng cao thủ Tây Phương giáo trao mày, vào giờ phút này cũng bị thiên nhãn của Dương Tiễn hù dọa một chút. Nhưng lão đạo trong sân, phần lớn đều có thực lực chiến một trận cùng với Dương Tiễn, Dương Tiễn mặc dù mở ra thiên nhãn, nhưng tổ vu tinh huyết đế giang còn chưa hoàn toàn thu nạp, chiến lực tuy mạnh, nhưng khoảng cách so với Đại La Kim Tiên vẫn còn xa. Những lão đạo ở trong sân này, dù không phải là đệ tử hạch tâm như địa tạng di lặc hư bồ đề cũng không có cao thủ ám bộ như văn tịnh nhưng có thể thắng được dương tiễn người cũng có khối người vào giờ phút này bọn họ kiên kỵ bất quá là kim bằng sau lưng dương tiễn kia cùng với lão giả ngồi trên lưng kim bằng kia thái bạch tinh quân tinh quân đại nhân có ý gì một vị lão đạo dường như có một chút không nhịn được lui lại một bước tránh trong đám người chỉ xéo lý trường thọ quát mắng thái bạch tinh quân hẳn là cảm thấy đệ tử Tây Phương giáo chúng ta cũng không có tính nết gì. Ngươi lại nhiều lần đến đây nhục nhã Linh Sơn, chúng ta nể tình ngươi là người chấp chưởng, nhượng bộ đủ kiểu, bây giờ ngươi lại che chở cháu trai Ngọc Đế đến đây đánh đập đốt cướp, có ý đồ chửi bới danh dự của Linh Sơn chúng ta. Hừ. Thật là quá phận. Lý Trường Thọ im lặng không nói, chỉ cúi đầu nhìn chăm chú vào Dương Tiễn từng bước ép sát. Chúng lão đạo quay mặt nhìn nhau vài lần lập tức có người tiến về phía trước nửa bước, trong lòng bàn tay ngưng tụ vạn đạo ánh vàng, đánh ra một chưởng đối với Dương Tiễn. Tay áo vất với, thân hình Dương Tiễn lập tức bị ngăn cản. Người đến dừng bước. Lão đạo ra tay kia lãnh đạm nói, đừng có tưởng rằng có thân thế không tầm thường, liền dám dương oai ở chỗ này. Ngươi nói chúng ta trả tính mạng cho phụ thân ngươi, thân ngươi là người phương nào. Dương tiễn miếng chặt môi, chậm rãi giơ trường thương trong tay lên, từng ánh sáng màu vàng trước mặt bắt đầu không ngừng lấp lóe xuất hiện từng tia từng tia vết rách nhỏ bé gia phụ dương thiên hữu gia mẫu vân hoa huynh trưởng dương giao sự tình của vân hoa tiên tử có liên can gì cùng với linh sơn chúng ta dương tiễn tiến về phía trước một bước ánh vàng trước mặt tầm nổ nát vụn nhưng y không kịp vọt tới trước phát khởi thế công mấy đạo ánh vàng đột nhiên bay vụt mà đến từ trái phải hóa thành từng sợi dây thừng quấn ở trên người dương tiễn tạm thời trói buộc y tại chỗ. Dương Tiễn mặc dù muốn né tránh, nhưng động tác từ đầu đến cuối vẫn trễ nửa giây. Lý Trường Thọ thấy thế thầm than trong đáy lòng. Sau khi Dương Tiễn mở ra thiên nhãn rất đẹp trai, nhưng thực lực vẫn là không so được với đệ tử đại giáo đời thứ hai. Muốn đạt tới thực lực có thể xử lý những lão đạo Tây Phương giáo trước mắt này, Dương Tiễn còn cần tĩnh tâm tu hành, lại thúc đẩy bác cửu huyền công lên một cấp độ lớn, tu hành kỹ năng chiến đấu nhiều hơn để bù đắp khuyết điểm chủ tu nhục thân. Bằng không, chỉ có thể là một bao các hình người với khả năng phòng thủ cao. Nơi xa, thấy Dương Tiễn bị trói buộc, Đông một Công lập tức truyền âm cho mấy vị tướng lĩnh, xuất lĩnh 10 vạn thiên binh thiên tướng chạy về hướng Linh Sơn, khoảng cách đã không tính quá xa, cũng đã đưa tới sự chú ý của các phương. Lúc này, những lão đạo Linh Sơn chế trụ Dương Tiễn kia, cũng không dám đã thương Dương Tiễn lung tung, trong lúc nhất thời không biết làm gì, vô cùng bị đè nén. Thiên đình là không thể treo vào, xiển giáo cũng không dám chọc. Dương tiễn lại là không hề cố kỵ, đã là không muốn sống đi ra ngoài. Y đang không ngừng giải dụa, ở bên trong giải dụa thể hội lực lượng chính mình mới vừa đạt được, các nơi quanh người có hào quang rực rỡ phun trào, những sợi dây thừng kia đã bắt đầu buông lỏng. Bất quá, chúng lão đạo Linh Sơn vẫn không có để dương tiễn ở trong mắt. Có lão đạo lộ vẻ mặt không hiểu, mắng, vân hoa tiên tử kia vốn là bị thiên đình bắt trở về dương thiên hữu chết ở trong tay thiên đình linh sơn chúng ta đã làm chuyện gì nữ tiên trung niên nổi danh ở trong góc đứng dậy nhìn lý trường thọ trong không trung đầy rẫy bi phẫn nói đúng trước đây linh sơn chúng ta hành sự là có rất nhiều chỗ không ổn bị lý trường canh ngươi nhằm vào đủ kiểu lưng đeo rất nhiều bêu danh nhưng cũng không thể đổ hết thảy oan án không đầu mối lên trên người tây phương giáo chúng ta Thái Bạch Tinh Quân muốn dùng chúng ta đi lấp kiếp vận đại kiếp kia, việc này tam giới đều biết, nhưng tối thiểu nhất, ngươi cũng nên dùng kế sách cao minh một chút, thủ đoạn như vậy thật sự quá mức dơ bẩn. Tây phương giáo chúng ta làm việc, thế nhưng là có bằng một nửa lòng dạ hiểm độc của Thái Bạch Tinh Quân ngươi không? Lý Trường Thọ chậm rãi nói, bần đạo đã từng làm sát kẻ vô tội, lại đã từng vì thúc đẩy chuyện gì mà không từ thủ đoạn. Hay là, bần đạo đã dùng qua thủ đoạn không quan minh gì? nữ tiên trung niên kia á khẩu không trả lời được lại hừ lạnh một tiếng những việc này có ai biết lại có ai hiểu thiên đạo lý trường thọ thản nhiên nói một câu nữ tiên kia khẽ to mày một vị lão đạo khuôn mặt khô gầy không nhịn được lập tức xông về phía trước mấy bước chỉ vào lý trường thọ quát mắng thủy thần thái bạch lý trường canh ngươi giỏi lắm ngày hôm nay bần đạo ở ngay nơi đây lập ra lời thề thiên đạo cái chết của phụ thân dương tiễn nếu có liên quan trực tiếp cùng với Tây Phương giáo chúng ta, liền mời thiên đạo hạ xuống thiên phạt. Bần đạo nguyện lĩnh tội trách. Trăng rắc. Lão đạo này vừa dứt lời, thiên địa trong phương viên vạn dặm đột nhiên tối sầm, một đạo sấm sét màu đỏ tím đến từ trên cao, trong nháy mắt nuốt hết thân hình lão đạo này. Không nói lời gì, không thể né tránh. Đạo đạo hồ quan điện đánh tung tuế đối với bốn phương tám hướng, đánh cho chúng lão đạo Linh Sơn liên tục rút lui. Thiên phạt. Tử tiêu thần lôi. Đợi thiên phạt biến mất không thấy gì nữa, vị lão đạo kia bị đánh ngã xuống đất không dậy nổi, hơi thở mong manh, thương thế không nhẹ không nặng, trong lúc lão muốn đứng lên lúc, bên cạnh đột nhiên lóe lên hàng quang. Đầu lông mày của Lý Trường Thọ nhảy lên, chúng lão đạo Linh Sơn cùng nhau chấn kinh, trong mắt tràn đầy không dám tin. Tam tim lưỡng nhận thương ra khỏi vỏ, một cái đầu cháy đen bị ném lên, vẫn trừng mắt tại không trung dương tiễn chẳng biết lúc nào đã tránh ra trói buộc bước lên phía trước nửa bước cái trán mở ra thiên nhãn trong đó bay vụt ra tử trùng sáng màu vàng ống nhẹ nhõm xuyên thủng nguyên thần ẩn nấp bên trong cái đầu kia đánh nát linh sơn trong chớp mắt liền lặng ngắt như tờ dết dết tại đạo trường thánh nhân giết đệ tử thánh nhân chuyện này như vậy còn có thánh nhân hay không còn có thánh pháp hay không dương tiễn người đáng chết một vị lão đạo lớn tiếng gầm thét, mấy lão đạo mang theo sắc mặt giận dữ, bay nhào mà tới về hướng Dương Tiễn. Lý Trường Thọ thở dài, động tác không nhanh không chậm, trước tiên là hướng về phía Dương Tiễn nhấn một ngón tay, hư ảnh Huyền Hoàng Tháp xuất hiện trên đỉnh đầu Dương Tiễn, trải xuống một chút Huyền Hoàng khí tức. Lại có một cây bảo cờ biến mất ở bên trong tay áo của Lý Trường Thọ, phá vỡ không gian, xuất hiện ở sau lưng Dương Tiễn, ngọn lửa trên đó cuốn một cái, làm những bảo vật thần thông bay tới kia đều tiêu tán thành vô hình. Linh Bảo Tiên Thiên Nhân Giáo Cực Phẩm, Ly Địa Diễm quan Kỳ Thân ảnh dương tiễn bị ánh lửa lá cờ phát ra bảo vệ, bác cử huyền công thi triển ra, như mảnh hổ xuống núi, bổ nhào về phía đám lão đạo kia. Hình ảnh như vậy, làm cho không ít đại năng nhìn chăm chú nơi đây, đều là con mắt phóng ra dị sắc. Ở phía trên Linh Sơn, mắng vài câu vậy thì cũng thôi, trực tiếp đánh giết đệ tử thánh nhân. Ở trên lưng kim bằng, Lý Trường Thọ cảm thụ được trái tim kích động của Kim Bằng, âm thầm lắc đầu. Nháo đi, đánh đi. Cùng lắm thì chính là trước tiên kích động xiển giáo cùng với Tây Phương giáo khai chiến, đạo môn cũng có thể quét dọn rất nhiều tai họa ngầm. Lại nhìn Dương Tiễn, vào giờ phút này được bảo cờ thủ hộ, như là cá gặp nước, uy mãnh vô song, ra sức công kích đám lão đạo có cảnh giới không thấp kia. Cầm tam tim lưỡng nhận thương sắc bén trong tay, đuổi đánh đám lão đạo kia chạy loạn khắp núi. Chúng lão đạo có ý đồ dùng trận pháp ngăn cản dương tiễn, lại phát hiện ra bảo cờ kia vạn tà bất xâm, vạn pháp bất phá. Bọn hắn lại có ý đồ liên thủ dùng đại pháp lực trấn áp dương tiễn, nhưng thân hình dương tiễn cấp tốc lấp lóe, một cổ âm dương nhị khí vần quanh người y, làm tốc độ của y bạo tăng, nhanh như huyễn ảnh, chúng lão đạo tạm thời không kịp ứng đối. Dương tiễn vung trường thương trong tay đập mạnh, trong mắt hiển thị rõ hung quang, lại muốn giết thêm vài lão đạo, nợ máu trả bằng máu cho phụ thân và huynh trưởng của chính mình. Người nào dám chiến một trận? Dương Tiễn lớn tiếng rống giận, đám lão đạo kia lại là im lặng. Có bản lĩnh thì gỡ ly địa diễm quan kỳ ra rồi chiến. Mà những bóng người có thực lực trấn áp lá bảo cờ, lại chỉ là trốn ở trong tối, một đám nhíu mày nhìn một màn này, chờ đợi giây phút nghe được thánh nhân truyền âm. Bảo cờ chỉ là tự động phát uy, cũng không cần dương tiễn thôi động, bản thân tồn tại rất nhiều nhược điểm tình hình như vậy thánh nhân thật sự không tiện trực tiếp ra sân mà bọn hắn chỉ cần lộ diện liền sẽ bị thái bạch kim tinh nhớ thương lão đạo vừa mới bị trảm kia đã dùng tính mạng của chính mình chứng minh hai chuyện thứ nhất lời thề thiên đạo không thể tùy tiện lập thứ đồ chơi này có thể lấy mạng thứ hai thảm kịch dương gia lại thực sự là do tây phương giáo bọn hắn làm vị lão đạo vừa rồi kia rõ ràng là không có nhận được tin tức quá mức tự tin phải thừa nhận lão đạo vừa rồi kia là có thành phần đánh cược sau đó thua cuộc mất mạng còn có thể trở thành dây dẫn nổ đại giáo chi chiến bởi vì cái gọi là lão đạo chạy được miếu không chạy được dương tiễn đội bảo cờ xông loạn một hồi tuy chỉ là đánh cho mấy vị lão đạo bị vết thương nhẹ lại đánh sụp cung điện linh ao kiến trúc các nơi linh sơn là đạo trường của hai vị thánh nhân ngày bình thường đại trận hộ sơn cũng đều không mở huống chi là trận pháp phòng hộ kiến trúc các nơi đối với chuyện này lý trường thọ chỉ có thể cảm tạ lão đạo mất mạng vừa rồi kia liều mình ra mặt cho dương tiễn lý do chính đáng đập núi nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha